Con xin giới thiệu đôi nét về bà thiền sư Thích Ban Ca Giá. Bà thiền sư Thích Ban Ca Giá năm 1990 ra đây đã xuất gia trở thành cô tư nữ ở thiền lâm Ba Ốc. Từ đó ra đây được đào tạo để trở thành một vị thiền sư. Từ xa Đà Lây trong tiếng Miến là một danh xưng đáng tôn kính để bày tỏ đối với những người nữ xuất gia tu tập theo giáo pháp Đức Phật Gautama. Xa Đà Lây Thích Ban Ca Giá có kinh nghiệm giảng dạy tất cả 40 đề mục thiền như được đề cập trong Thanh Tịnh Đạo, như quán niệm hơi thở, Alapata, Sati, Tứ Đại, Tâm Từ, Niệm Ân Đức Phật, quán tử thi bất tịnh và tám tầng thiền định. Cùng tất cả các bậc ca si ná và thiền minh sát Vipassana, Sa Đà Lây đã được nhiều trung tâm Phật giáo lớn có uy tín khác nhau trên thế giới thỉnh mời, hướng dẫn các buổi thiền tập cũng như các khóa thiền tích cực dài ngày nghiêm mật tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Đài Loan, Anh, Úc, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia, Sri Lanka, Singapore và những nơi khác. Năm 2001, Sa Đà Lây cũng được thỉnh mời đến hội nghị phương Tây để thuyết giảng về những trạng thái định sâu. Và bằng hôm nay thật là hữu duyên khi câu lạc bộ Sống Thiền đã mời Sa Đà Lây rất nhiều lần, và cũng là ngày hôm nay là có một cơ duyên hội đủ. Mặc dù rất là bận bề bộn, rất nhiều lịch thuyết pháp khắp nơi trên thế giới, nhưng bằng lòng từ bà đã nhận lời đến đây để dạy khóa thiền cho Phật tử Việt Nam. Chúng con vô cùng biết ơn, tri ân sâu sắc đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng đã cho chúng con có cơ hội ngày hôm nay được tham dự khóa thiền này. Mặc dù 3 ngày thiền thì rất là ngắn, nhưng mà chúng con cũng bằng lòng từ, bằng tâm tầm tương từ của bà, chúng con sẽ cố gắng hết sức để thiền được tại kết quả tốt, ít nhất là học được những phương pháp đúng theo đúng Đức Phật, theo Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo. Và chúng con cũng xin hứa là trong mấy ngày thiền này chúng con sẽ cố gắng miên mật giữ đúng nội quy, không nói chuyện, không sử dụng điện thoại và bất kỳ những gì, chỉ chú ý thiền tập để đạt được kết quả tốt nhất. Chúng con xin vô cùng cảm ơn bà và cảm ơn tất cả những hành giả, những người đã, cảm ơn tất cả các cô đã dành thời gian ngày hôm nay để đến đây. Mặc dù khóa thiền trong thời gian chuẩn bị rất là ngắn, nhưng mà số lượng hành giả đăng ký rất là đông, nên chúng con mong rằng khóa thiền này chỉ có một thời gian rất là ngắn thôi, thì tất cả mọi người chánh niệm và không sử dụng điện thoại, cũng như là không nói chuyện trao đổi với nhau bằng bất kỳ hình thức nào. Chúng con xin sám hối thân khẩu ý vì tất cả khóa thiền có được mấy ngày, chúng con không đủ thời gian để chuẩn bị từ chỗ trú xứ cho đến cách đưa đón của quý vị các cô và quý vị hành giả. Nên là ban tổ chức câu lạc bộ Sống Thiền cũng như là nhóm bạn Hữu Tâm Bình An cùng tất cả những bạn tình nguyện viên hôm nay có mặt ở đây, chúng con xin sám hối Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, sám hối bà, sám hối tất cả các cô, sám hối tất cả các hành giả. Chúng con mong rằng khóa thiền sẽ được thu được kết quả tốt nhất. I also would like to thank for everybody and
especially to the organizer who really arranged for us for this retreat. We are very appreciate and thanks a lot. Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, quý vị cũng như là tất cả các bạn hành giả, các quý vị đã có mặt hôm nay đã đến tham dự khóa thiền. Tôi rất là cảm ơn và cũng thành thật cảm ơn đến ban tổ chức cũng như tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Cũng như tôi cũng gửi lời tri ân đến tất cả các bạn tình nguyện viên, đến những vị mạnh thường quân và những hành giả cũng như là các vị đã hỗ trợ trong khóa thiền này một cách tích cực. It is the first time for me retreat in Vietnam. Although many places I have been there, but the first time I'm very familiar with all of you, and also the first time I met with many Vietnamese. They have been very kind and very gentle, and also support to each other the way that I feel very appreciated and very happy to be with all of you. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi được có mặt ở đây với quý vị. Và tôi thấy lần đầu tiếp xúc với quý vị, người Việt Nam rất là dễ thương, rất là nhiệt tình và rất là giúp đỡ lẫn nhau trong cái việc mà tổ chức bất cứ một cái điều gì, rất là hỗ trợ lẫn nhau. Retreat is a bit short. Although a short retreat, if you are happy to practice and willing to practice, if you have strong determination, in this retreat, I want to get jhana. Và mặc dầu cái khóa thiền rất là ngắn, nhưng mà tôi cũng mong các bạn cũng, các quý vị cũng nỗ lực hết mình và chúng ta cũng có thể chứng đắc tình thiền trong cho dù thời gian rất là ngắn. Okay. The time of the Buddha, many other bhikkhu and bhikkhunis, they are parami. Parami is perfection. In the past life, they have practiced so many lifetimes. So this is with our parami. Because of parami mature, after listening to Dhamma talk, at the same time listening and practicing. The end of the Dhamma talk, many people became enlightened. Some are arahant, some are one-returner, non-returners, one-returner, and also sort of a different level of the attainment. So that depends on your parami and your interest. If you are really interested in the Dhamma, at the same time penetrate, listening and penetrating and practice. So within short retreat, you can be an arahant too. Okay? Cũng như chúng ta đã biết trong thời Đức Phật, cũng có nhiều vị tỳ kheo và những vị tỳ khưu ni đã nỗ lực tinh tấn hành thiền và do nhờ những cái ba la mật của các vị đó đã nhiều kiếp hành thiền, cho nên đến khi mà thời Đức Phật thì quý vị đó chỉ cần nghe một thời pháp ngắn và cũng có thể chứng đắc đầu quả a la hán. Và những vị đó cũng đã có những cái nỗ lực khi mà tinh tấn hành thiền hoặc nghe pháp, thì quý vị cũng vậy. Khi chúng ta tinh tấn và quan tâm đến pháp, chúng ta thực sự hành thiền một cách tích cực, thì chúng ta cũng có thể chứng đắc quả vị a la hán như các vị ấy. Who have a lot of wisdom, the kind of people only they like to doing good things, they know they are in their mind, they have that right understanding. Right understanding that, oh, we want to go for the meditation retreat, although for 5 or 6 days. In this retreat, we want to keep the 8% doing good things, okay? Mm-hmm. And also want to meditate. And then all those suffering, you still like to practice all the Dhamma because of your right understanding, this or that wisdom. Và cũng như chúng ta ở đây cũng nên có cái sự quan tâm đến hành thiền, một cái sự hiểu đúng đắn giống như chánh trí. Và khi chúng ta đã nỗ lực quan tâm hành thiền một cách tích cực với trí tuệ và giữ giới, tám giới, thì chúng ta cũng có thể đạt được những lời nè. And also all of you have parameters.
và nhất là chúng ta có những cái ba la mật thì rất là dễ tiến hóa trong cái tu tập. Okay, only the mind need to be strong, need to put a lot of effort mindfully practice on your meditation object. Sure, you will be successful. Và nhất là chúng ta phải giữ cái tâm chánh niệm rất là mạnh mẽ và liên tục thì điều đó nó sẽ thúc đẩy nhanh cái việc thực hành của chúng ta tốt hơn. I hope that all of you are happy in here, you know? Hy vọng quý hành giả đều rất là hạnh phúc ở đây nè. Okay, on the island. Yeah, on the island, how beautiful. This morning, yesterday, last night, we arrived here. Then this morning, the whole day in the room. And then I did meditate in the morning, the whole morning. Yeah, ở đây nó cũng giống như một cái ốc đảo cũng rất là bình yên. Và hôm qua chúng tôi vừa tới đây và tôi cũng đã hành thiền ngày hôm nay và cũng rất là yên tĩnh. Very happy. Then in my mind, I make it as soon as I sit down in front of the Buddha, the whole island is like a lotus flower. I will sit lotus flower, so the island becomes lotus flower in my mind. Then I'm in the center of the lotus, sitting inside of the lotus. As soon as you got that image, my mind was so happy and so calm, very peaceful feeling arrived. Yeah, khi tôi ngồi thiền trước tượng Phật và tôi cũng thấy rằng mình đang ngồi trên một cái ốc đảo và tưởng tượng như là một cái hoa sen nở, thì chúng ta cũng thấy như chúng ta đang ngồi giữa hoa sen và lúc đó cái tâm trí của chúng ta nó trở nên rất là bình yên, tĩnh lặng. And at the same time I felt floating all water, okay? So at the same time can be the cooling feeling, the sensation of the cooling and peaceful and very calm because of the water. Và chúng ta cũng biết rằng xung quanh chúng ta là nước cho nên nó cũng tạo cho chúng ta một cái cảm giác trạng thái rất là mát mẻ và một cái tâm rất là dễ chịu mát mẻ. Then I start to practice for water casino. Water casino. Và tôi cũng bắt đầu thực hành cái casino tức là biến xứ nước. As we contemplate about casino, the mind is so relaxed and so happy. Và khi tôi thực hành cái casino nước thì cái tâm tôi rất là mát mẻ và an vui, rất là thoải mái. Then after that we got at the end of the session using that concentration mind to send metta to the whoever live on that island or the seeing beings, unseen beings or the three devas. You just send metta to everybody. So the mind is when you send metta, I think they also could receive our metta. So they are also happy. I'm also happy. So there is friendship is very important. Wherever you go, you really need to make it the friendship with all the beings, not only human beings. Right? Và khi đó thì tôi cũng phát ý với tâm từ và rải đến cho các vị ở chung quanh đây, những người sống ở đây và kể cả chư thiên hoặc phi nhân cũng người phi chúng sanh, thì đến họ thì với một cái tâm từ mát mẻ cho nên cũng có những cái thiện cảm và họ vui vẻ, mình cũng vui vẻ an vui. Thì như vậy điều đó cũng rất là quan trọng, khi chúng ta đến đâu thì chúng ta cũng rải tâm từ, mọi người vui vẻ thì chúng ta sẽ có những cái tình bằng hữu, thì nó sẽ làm cho chúng ta sống rất là an vui và chan hòa với cái nơi đó. You might understand, but the unseen being, unseen being is sometimes who cannot see. We cannot see by our eyes. Ordinary eyes, now we look at each other, and you concentrate it, you can see. Unseen beings, like a deva, highest deva, lower deva, we have different kinds of deva, okay? And sometimes ghost spirit, also lower beings also. So this kind of beings, we can't see by our ordinary eyes. We need concentration mind. Look at it. So now we don't have much concentration, just imagination, okay? Imagine about Dewa, imagine about all the ghosts, okay? Let's send it that to them. They can receive, you know? Và khi chúng ta ngồi có cái định tâm phát triển thì chúng ta có thể thấy được những cái thế giới khác, ví dụ như là chư thiên hay là những phi nhân hay là những cái phi chúng sanh là hay là cõi ma, thì những cái đó chúng ta khi phát triển được định lực thì chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà hiện giờ thì chúng ta, ví dụ như chúng ta không có định tâm, thì khi chúng ta tưởng tượng ra những cõi đó, chúng ta cũng có thể chuyển cái tâm từ của mình đến với những cái cảnh giới đó, thì điều đó cũng tốt. Hãy practice
loving kindness, metta before? You practice metta? Và chúng ta cũng trước đây có hành thiền về tâm từ không ạ? Quý vị có hành thiền về tâm từ không? Trước đây nè. Metta? Có không? Yes or no? Có hay không ạ? Yeah, that's good. So when you practice metta, universal love. With metta, some people call it love, loving kindness, okay? Universal love or broken love? When you practice on metta, the universal love. Universal, either universal love or broken love when you practice metta. What kinds of love you practice? Khi chúng ta hành về tâm từ thì cái loại tình thương nào mà chúng ta niệm về cái tâm từ, cái tình thương như thế nào, tức là cái tình thương về cái cộng đồng thế giới cộng đồng, hay là chúng ta có những cái tình thương nó có một cái hạn chế riêng ạ? And universal love or broken love when you practice broken love, broken heartbroken, okay? Broken love. Tức là một cái tình thương bao la cộng đồng, hay là một cái tình thương mà mình thương từ cái trái tim của mình, mà mình thương một cách gọi là chủ quan trong cái gọi là từ trái tim của mình đó. The Buddha explained the universal love. The universal love means when you practice metta, same with you, everybody equal. To everybody need to be equal. The metta cannot differentiate it as my group or my family. Not this way. All need to be equal to everybody. Non-boundary, boundless. This is we call universal love. Khi mà chúng ta thực hành cái tâm từ với một cái tình thương bao la cộng đồng thì chúng ta không có phân biệt được. Chúng ta không có phân biệt người này hay người kia, và cũng không có biên giới. Tức là cái tình thương, cái tâm từ nó rất là rộng lớn và bao la. Thì chúng ta thành cái loại tâm từ, gọi là tâm từ, đó là cộng đồng. Okay. Sometimes you just want to send for your family. Only be loved, who you like it. Only you choose person. You don't close one, you don't want to send. This is called broken love, because you have limit, you know. Còn một cái loại tình thương là chúng ta chỉ chọn những cái người mà mình yêu thương, yêu thích thôi. Tức là hoặc là những người trong gia đình, thì cái đó là loại tình thương mà cô có cái tên là broken love, tức là nó khác với cái tình thương của cộng đồng, cái tình thương vũ trụ bao la. Understand? So, Deva and surrounding, okay, although you can see it, Deva and the lower being, the ghost and the spirit, who you love more? Thì bây giờ đối với cõi dương thiên, với cái cõi ma, cõi thấp đó, thì quý vị thấy là mình thích cái cõi nào? Mình thương cái cõi nào? Understand? Who do you want to see? Who you want to associate more? Quý vị mong là mình sẽ gặp cái cảnh giới nào nhiều ạ? Chư thiên hay là cảnh ma, cảnh dưới ạ? Cảnh thấp. Deva. Why? Because Deva give you a lot of blessing and many support. Tại vì chư thiên hay hộ trì quý vị, cho nên quý vị thích chư thiên hay sao ạ? Ha. The ghost didn't give you anything. So you don't like it. Need to be equal. The ghost and the beloved and the hatred people also need to be equal. Như đối với những cái cảnh giới là dù là chư thiên hay là ma thì chúng ta cũng không có sự phân biệt, mà nó phải có một cái tình thương như nhau, đồng đẳng như nhau. Okay, now everybody come here from different families to come here to stay together in one place. All have to share in one room together. Always need to think that like your brother and sister. Và khi chúng ta ngồi trong cái phòng này thì chúng ta cũng xem mọi người như là anh em, cũng không có phân biệt là người thân hay là không thân, mà coi như là một cái người quen biết anh chị em của mình, mà mình cũng yêu thương như nhau. Don't look at the other people's mistakes. Try to be kind to each other, support each other. This is also kind of metta, loving kindness in the society is very important. Và chúng ta đừng có quan tâm nhìn tới cái lỗi của người khác, mà mình nhìn người khác với một cái tâm từ, và mình luôn luôn mình xem cái cộng đồng xung quanh mình cũng rất là quan trọng, và mình không phải là đánh giá người khác vì cái lỗi của họ, mà mình phải nhìn họ cách khách quan. Okay,
So for the meditator, you cannot get any kinds of hatred feeling. Once you get anger, cannot get any jhana. This is definition. Okay. Và khi chúng ta có một cái tâm sân thì không thể nào mà thực hành cái tâm từ được, vì cái đó nó không thể nào mà chuyển đổi cái tâm mình cho người khác được. Okay. So for the meditator, we need a lot of metta feeling in your mind, and also need to get a lot of sadha. Sadha, the faith in the Buddha Dharma Sangha. Và khi cái tâm từ của chúng ta được phát triển, chuyển hóa, thì chúng ta sẽ có được một cái đức tin đối với Đức Phật. And also must be happy. Và quan trọng là chúng ta phải luôn luôn cảm thấy an vui, hạnh phúc. Tomorrow I have to wake up. Ngày mai phải dậy. Very early, okay? Cannot sleep in the meditation hall, okay? Vô đây thì có ngủ ở trong cái phòng thiền á. Cannot. Fine, okay? Put more effort. I will meditate and take jhana only a few days or a week. I should not sleep. Encourage yourself. Okay? Chúng ta luôn luôn động viên mình phải nỗ lực tinh tấn hành thiền để chúng ta có thể ít nhất kiến các tuần thiền, cho dù cái mắt thiền này cũng nhắm mà chúng ta cũng có thể đạt được. Hãy nỗ lực hết mình. Đừng có ngủ gục ở trong cái phòng thiền. Meditation is very easy. Just control our mind to the object only. That's all. Very easy. Hành thiền rất là dễ dàng. Chúng ta đơn giản lắm. Chỉ cần chúng ta chú trọng trên đề mục, tâm an trú trên đó là tâm của chúng ta có thể thực hành một cách tâu nhảy. Okay. So the Buddha has been explaining for the meditator. And then if you want to be enlightened and this sort of, you know, like that, okay? So until this level, we need to practice the Noble Eightfold Path. This is very important. Và Đức Phật cũng dạy cho chúng ta là khi chúng ta hành thiền thì chúng ta cũng phải thực hành bát chánh đạo để chúng ta có thể tiến đắc vào cái đạo quả. All of you are quite familiar with that, no? Và chúng ta cũng phải làm quen từ từ với cái thực hành bát chánh đạo. Okay, we can make it at three groups. Three groups is sila, the morality, number one group, number two is concentration, samadhi, number three is vipassana knowledge, wisdom. Và bát chánh đạo cũng được chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là thuộc về giới, nhóm thứ hai thuộc về định và nhóm thứ ba thuộc về tuệ. Thì giới, định, tuệ nằm trong bát chánh đạo. Okay, just now we did following chanting. About eight precepts, you have been taking the eight precepts, no? Dạ, quý vị ở đây chúng ta cũng đã giữ giới, coi như là xin giới, bán giới. In the eight precepts, number one, okay? Right speech, right action, right livelihood is under morality group. Dạ, chúng ta cũng đã thực hành ba bước đầu tiên là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Okay, right speech. In this retreat, we want to make it noble silent. We don't want you to talk anybody. So don't talk anything. If you have emergency, want to discuss, can discuss with organizer only. Don't talk to each other. Then only you will get good concentration. Và chúng ta để phát triển định lực thì chúng ta cũng sẽ không có nói chuyện và chúng ta sẽ thực hiện cái chánh ngữ, chánh nghiệp. Tức là chúng ta không có nói chuyện và giữ cái yên lặng cao quý trong thời gian chúng ta hành thiền. Và nếu cần gì chúng ta chỉ trao đổi với người ta một chút, chứ chúng ta không có nói chuyện với nhau. Right speech, right action, right livelihood. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, tôi nhắc lại. So then just now we did that and we want to abstain from the killing. Killing to the other beings. Và chúng ta cũng ngăn ngừa cái việc mà không sát sanh. When you practice for that, after because of that good intention, you don't want to harm people, you don't want to torture people. This is a lot of slowly after practicing on that 5 precepts or 8 precepts, creating in your mind a lot of metta, loving kindness, compassion. Và cái việc mà chúng ta giữ giới nó cũng rất là nền tảng để giúp cho chúng ta tạo nên một cái tâm rất là mềm mại và một cái tâm từ để chúng ta có thể dần dần tiến vào cái định tâm được phát triển một cách tốt đẹp. So when the mosquito come and bite you, what you should do? Mà khi mũi cát nó mũi nó đến nó cắn chúng ta thì sao? Understand?
You want to say metta, or you want to breathe, or you want to be. Chúng ta thôi đại tâm từ đến con mũi để chúng ta đặt như chết. Don't care, okay? So many people say that accidentally I go and pass, no? But actually it's not accidentally, with intention, no? Chúng ta cũng phải có một cái tác ý là không có giết những chúng sanh nó chơi vừa con mũi. That's the training. Every day we need to train our mind to be kind to each other, to be kind to the other beings, you know. Although they are insects, you know, animals, yes, they have, although the body is small, they have the mind and the body also. Chúng ta cũng đều phải đối xử tâm từ với tất cả các chúng sanh, kể cả những chúng sanh, mà nó là những côn trùng, cho dù nó nhỏ hay nó lớn thì nó vẫn có thân và có tâm, cho nên quý vị cũng phải trải tâm từ đến tất cả những chúng sanh nó. How about the ants? When in the kitchen, when you see about the ants, are you happy or not happy with the ants? Kiến thì quý vị có thấy là mình ăn vui với cái kiến không? Thấy nó mình có bực mình không? Can I tell lie, okay? Thì cho nó nhớ không? Happy or not happy with the ants in the kitchen? Chúng ta thấy kiến trong nhà bếp thì chúng ta cảm thấy vui không? Có vui với khi mà thấy được kiến, thấy mấy con kiến không? Không có bực mình. No answer. Không ai trả lời à? Happy or not happy? Not happy. Why not happy? Tại sao ạ? You think that dirty? Dirty? You feel dirty? Ah. But you feel that when you see the ant, you feel very dirty feeling? Dirty? Ah, khi chúng ta thấy kiến, chúng ta thấy dơ, nó bẩn. Ah. So if you are not happy, what you will do? What you did that in the past? How you did to the ants? When you are not happy with the ants in the past, what you did? How you did to the ants? How you did? Nếu mà yeah, when you see the ant, what how you did in that? Nếu mà chúng ta trước đây thì khi mà chúng ta thấy con kiến chúng ta không được vui lắm thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta đối xử với nó như thế nào trước đây? Sometimes the ants must die when die from because of your action, you know? Có khi thì con kiến nó phải chết chỉ vì chúng ta có những cái hành vi mà chúng ta giết nó thì nó phải chết. True. Do you remember how many ants you have been killing in the past? Mà trong quá khứ quý vị đã giết bao nhiêu con kiến là có nhớ không? Cannot remember. Không nhớ nổi. No good karma, okay? Cái đó là một cái nghiệp không có tốt luôn nha quý vị. The ants also the beings. He also has the body and the mind. Con kiến cũng là một chúng sanh và nó vẫn có cái tâm với cái thân của nó, cái tâm ở trong cái thân. Why they come to your kitchen? The intention you tend to think for them. Và tại sao nó đến nhà bếp thì nó cũng phải có một cái tác ý nó đến nhà bếp thì chúng ta cũng phải biết một cái gì đó đối với con kiến khi nó tiến vào nhà bếp. They are coming to search the food for your kitchen. Tức là nó phải đi tìm cái ăn, nó đi kiếm ăn. You know that they are hungry? That's why they come to you. Vì nó đói cho nên nó mới đến để nó tìm thức ăn nè. True? Có đúng không ạ? So when you are in the kitchen, your children come. Mom, I'm very hungry. Can you give me some food? If you also have the food is ready beside you, are you giving or not giving to your children? Chẳng hạn như là con cái quý vị, mấy đứa nhỏ nó đến nhà bếp, nó đói bụng quá, nó đến nó xin ăn, thì không thể gì mình có cho nó ăn hơn, mình đuổi nó đi à? Give or not? Cho nó ăn hay không ạ? Yeah. Why you cannot think that the ant is like your children? Tại sao chúng ta không đối xử con kiến giống như những cái đứa con của mình? I did that when I was young, 7 years old. I like to offer brown sugar. Always I done that. So many ants came and eat. So I felt very, very happy to do it. Then that was 7 years old. I always prepared it. Oh, I did big dana. So happy, you know. Really true. Many times I did that. Very happy. Lúc tôi còn nhỏ, lúc 7 tuổi thì khi mà tôi cũng hay bố thí cho kiến, tôi dùng mấy cái đường đen, đường nâu tôi cho kiến cho nên nó đến rất là đông mà tôi cũng làm cho nó một cái
giống như cái buổi tại bố thí nhiều kiến, rất là nhiều kiến lớn, cho nên tôi cũng rất là thích bố thí khi tôi còn rất là nhỏ, từ lúc 7 tuổi. Your mind only, dana dana can do to the animal inside also. We happy feeling you do, you also can get good karma. Not too expensive, only a few spoons of brown sugar, okay? Và chúng ta cũng nên có những cái hạnh bố thí, cho dù là bố thí đối với súc vật, súc sanh, ngay cả côn trùng, chúng ta cũng có thể bố thí với cái tâm mát mẻ và an vui, thì chúng ta cũng tạo được cái thiện nghiệp, và chúng ta cũng có được những cái tâm tốt và những cái thiện nghiệp trong cái hành động bố thí của mình. We know they love the sweet. Bởi vì chúng ta biết là nó rất là thích đường, kể cả những cái thực phẩm, vật thực chúng ta cho chúng nó thì cũng không có mắc bao nhiêu. When they love, they can get, they are very happy. No? Và khi mà nó có được thức ăn bố thí thì nó rất là an vui, nó rất là hạnh phúc, thì chính mình cũng cảm thấy hạnh phúc khi mình làm cái hạnh bố thí đó. You like fried chicken? Someone come and give you fried chicken? Happy or not happy to eat? Nếu chúng ta thích món gà nướng thì bản thân những cái con súc vật, súc sanh đó nó cũng thích những cái món ăn thích hợp với nó. Happy or not happy? Chứ mình có thấy thích hay không với những món ăn ngon mà? Happy. So try to think this way. Okay? In the society or with other people, we always need to think for others' feelings. With us together, this group, always think, don't harm people, always think positive and with metta, how to support the meaning of metta, and trying to think for the benefit of others. This is the meaning of metta. Ý nghĩa của cái tâm từ là chúng ta luôn luôn nghĩ tới cái sự lợi ích lại là của người khác, cái cảm giác mà của người khác, chứ chúng ta đừng cứ nghĩ cái cảm giác hay cái lợi lạc của mình mà nghĩ tới cảm giác của người khác. Thì trong cái cộng đồng này, khi chúng ta phát triển cái tâm từ với cái ý nghĩa đó thì điều đó rất là lợi ích. Okay, so this is we need to train every day. If you train every day like that, automatically you become, loving person, and then you have kind mind, always at the beautiful mind. So always you don't have anger feeling, always you have metta feeling. That is training by this. Và vì vậy chúng ta nên luyện tập cái tâm của mình hàng ngày với một cái tâm từ như thế. Chúng ta cứ tập từ từ và cái tâm của chúng ta sẽ trở nên rất là từ ái và tạo nên một cái tâm thiện, một cái tâm thiện mỹ rất là tốt. Với cái cách mà chúng ta thực hành cái tâm từ hàng ngày như vậy thì cái tâm của chúng ta trở nên rất là nhẹ nhàng và mát mẻ và rất là thiện mỹ. You want to get beautiful face, beautiful body, or ugly face and ugly form of the body? Mà chúng ta sẽ có được cái gương mặt đẹp và nhờ cái tính nét tốt của cái tâm tốt của chúng ta thì chúng ta cũng phát triển về cái thân, cái mặt của chúng ta cũng vui vẻ, chứ không phải với một cái tâm và sân hận của cái mặt của chúng ta cũng rất là xấu xí. Hả? Beautiful. Everybody loves to be beauty, okay? And to be a beautiful. So the Buddha is saying, who always practice for metta, loving kindness, the person is very beautiful. Automatically, okay? Đức Phật dạy là khi chúng ta tập tâm từ, niệm tâm từ thì gương mặt của chúng ta tự nhiên rất là sáng, rất là đẹp. Every day you practice metta, you can see the person early in the morning, the person is smiling. Okay? Và khi chúng ta biết được cái vị nào mà thực hành tâm từ tốt thì mỗi buổi sáng vị ấy đều mỉm cười, rất là đẹp. Who never practice metta, as soon as wake up, not happy with everything, so angry, want to scold. There is no matter. Ai mà không có luyện tập tâm từ cho nên sáng dậy là thấy cái mặt rất là ngầu và biết người đó là luôn luôn là sân hận giận dữ. So prepare yourself tonight. Every day when you wake up, you are meta person or anger type of person. Và từ hôm nay chúng ta sẽ thực hành và thực tập rằng ngày mai mình sẽ trở thành một người có tâm từ hay là một người có tâm sân hận thì chúng ta sẽ biết liền. Okay. So in this way we train, okay? So we can keep the precept, we practice metta, then to be a good person. Được không quý vị? Chúng ta thực hành thiền, chúng ta giữ giới và chúng ta thực hành tâm từ mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy mình khác đi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tập từ bây giờ. Và như vậy có được không ạ? When people tell you, you are very good and you are very bad, which one you want to listen? Và nếu mà một người đến nói với quý vị là một người tốt hay là một người xấu thì quý vị thích như thế nào?
Please answer. Don't fall to sleep, okay? Mà nhớ là đừng có ngủ gục nha. Okay. Which one? You want to be the good person? Everybody praise you that, oh, you are very good. Everybody praise you that you are very good. Và lúc đó chúng ta sẽ, cái mặt chúng ta sẽ rất là sáng, rất là đẹp, và người ta sẽ khen ngợi nghe là chúng ta sẽ có một cái diện mạo khác. If you want to listen about that, you need to train and practice. There only people can see you and you are good. Và như vậy, muốn trở thành một con người có một cái ngoại hình, cái diện mạo và cái tâm tốt thì chúng ta phải thực hành từng bước ngay từ bây giờ, thì lúc đó mọi người mới có thể đến và thấy và khen ngợi được cái diện mạo của mình nó đã khác đi so với lúc trước nếu mà chúng ta có thực hành tốt. And also good people like to do good things, like to practice on the Dharma. They know that practice on the Dharma is good for our future. Khi chúng ta trở thành một con người tốt, có thực hành với một cái tâm từ và cái diện mạo có sự thay đổi mà chúng ta tạo được cái thiện nghiệp và mọi cái nó sẽ khác đi và chúng ta sẽ tốt cho cái vị lai của mình với cái sự thực hành từ bây giờ, từ bước một. The Buddha explained for the concentration practice, we have 40 ways of meditation object for concentration. Và Đức Phật cũng dạy cho chúng ta về cái phát triển về định thì nó có 40 đề mục để chúng ta có thể thực hành thiền định. Because why he gave 40 ways? Different people had different character, different hobby, different practice in the past. You know? 40 Đức Phật có dạy cho hành giả thực hành về thiền định có 40 đề mục tùy theo cái cơ căn cơ và tâm tính của mỗi hành giả thì có những cái đề mục phù hợp. But the Buddha, when he look at people, immediately he perceive your past life, your past life. Bởi vì khi Đức Phật thì ngài có cái khả năng để nhìn được cái quá khứ của quý vị đó. Then he knew that what kinds of meditation, what kinds of character with you, what kinds of meditation you have been practiced in the past. So suitable meditation object he can give you the right meditation. Và vì ngài là một cái vị có thể biết được, nhìn được quá khứ của hành giả, cho nên là ngài có thể biết được căn cơ, căn tánh và cái đặc điểm của vị đó và có thể phù hợp với đề mục nào để có thể thành tựu cái việc thực hành của vị đó. But very sorry, we don't have power like a Buddha. Còn ở đây thì tôi không có cái khả năng đó để mà giống như Đức Phật để có thể thấy được có quá khứ. So you need to try one by one, okay? Cho nên chúng ta phải thực hành từng cái một. Okay? Then so the Buddha, he did explain for different people and for different characters. And then we have whoever live in this universe, we have 6 kinds of character, based on the 6 kinds of character. Và cũng căn cứ theo cái căn tấn đó thì Đức Phật dạy có 6 loại khác nhau. Okay, some people based on the greed, desire, greed kind of person, greed based on the greed. À, có những người á thì có cái căn tấn tham. Number 2, anger kind of person. À, có những vị thì thuộc căn tấn sân. Number 3, delusion kind of person, moha. À, có những vị thì thuộc căn tấn si. Okay, number four is sadhana. Có những cái vị thứ tư thì thuộc căn tấn về tính. Number 5 is thinking type of person. Thinking type of person. Và có căn tấn kế tiếp là có những vị luôn suy nghĩ. Number 6 is wisdom type of person. Và loại thứ 6 thì cái người mà có cái trí tuệ. Wisdom, no? Yeah. So do you know you are under what kinds of person, what type of character with you? Vậy thì quý vị thuộc căn tánh của loại người nào, quý vị có biết không ạ? If you can tell it easier for me to give, tomorrow I will give you strictly what meditation object you did. Eh? Oh, sincerely, now I'm a great type of person. If you can say that, I will give you strictly asubha meditation. Okay? Nếu quý vị có thể nói cho tôi biết quý vị căn tánh thuộc loại người nào thì nói ngay cho tôi thì tôi cho ngay đề mục đó, quý vị thành công liền. Tại vì nói thẳng tới là tôi biết, tôi cho ngay đề mục đó thì sẽ rất là nhanh. Do you know you are under which type of person? Các bạn quý vị có biết không? Có biết mình thuộc căn tánh loại người nào không ạ? Có biết không? Don't know. Okay. Do you have greed, desire? Bây giờ quý vị biết mình có tham ái không ạ?
What? Want to get many things, many things. A lot, one car, one house, not enough. You want so many houses, so many cars. Có nhiều người thì thích có nhiều nhà, có nhiều của cải. When you are young, the man, your mother will give you biscuit. Your brother, sister, everybody, each one, one piece, okay? But you are not satisfied. You want three or four pieces, more than other. So you should know this is a great type of person, okay? Quý vị có thể xem xét, ví dụ như người mẹ cho mấy người anh em mỗi thứ một, mỗi người một vật gì đó, mà nếu như cũng cho mình bằng mấy vị đó thì mình không muốn, mà mình muốn hai hoặc ba nhiều hơn, thì mình đúng là mình xếp loại mình vào cái loại căn tánh tham. Understand? Quý vị có hiểu không ạ? So they have anger, angry, easily get angry, or a lot of bitter, never get angry to anybody. Còn nếu như chúng ta thuộc căn tánh sân hận thì rất là dễ sân hận và không thể coi những cái người nó không có cái tâm từ. Please answer. Do you have anger? Quý vị có sân hận không ạ? A lot or a little bit? A lot. So you are greed type, anger type, two types already, okay? Okay. Then delusion. Rossi, always unclear mind, opposite of wisdom. Always like to sleep. Cái căn tánh thứ ba là si, là cái người đó là tâm trí không được minh mẫn và lúc nào cũng thích ngủ. Have tomorrow, tomorrow can see in the meditation hall. Okay, I will come and check. Okay, if you are sleepy, then you are delusion type of person. Nếu mà tôi thấy quý vị ngủ trong cái phòng thiền là biết rồi, mình có căn tánh si á. Okay, delusion is no good. When listening to Dhamma talk, cannot sleep. Okay. The time of the Buddha, five disciples listening the Dhamma talk from the Buddha's preaching. Trong thời của Đức Phật, khi mà ngài giảng pháp thì có mấy loại vị đệ tử của Đức Phật. So one of the bhikkhu, he always slept. Có một vị thiền khu là khi nghe nó Phật giảng là cứ ngủ hoài thôi. Then Venerable Ananda asked Buddha, why the person, even the Buddha give the matter also don't want to listen carefully, always sleepy, why? Và ngài Ananda có hỏi Đức Phật tại sao cái vị đó cứ lúc nào Đức Phật giảng pháp thì vị đó cứ ngủ. Do you want me to say why, Buddha? Tôi muốn biết tôi kể tại sao mà. Okay, yes, good. The Buddha is me. Ananda. He was in the past like 500 life continuously snake. Tại vì quý vị, cái vị đó đó thì Đức Phật mới giải thích là 500 kiếp làm rắn. Okay, so snake always like to sleep. Bởi vì con rắn là lúc nào cũng ngủ. Understand? So the cause at past life, always lazy, don't want to move, don't want to be a leader, don't want to know, successful, never mind, okay? Slowly, survive, time switch, okay? Don't care so much. Bởi vì cái chúng sanh đó là coi như là rất là thích ngủ mà không có thích di chuyển, mà rất là chậm chạp và cứ ngủ hoài và rất là lười biếng, cho nên là 500 kiếp vậy thành cái thói quen. Lazy kind of person. Đó trở thành một con người rất là lười biếng. Understand? So, cannot sleep, okay? If now you sleep, this is present. The past and the present is connection. Because of past life karma, he was sleeping present life. Cái quá khứ với lại cái hiện tại nó nối liền với nhau, cho nên quý vị không có được ngủ. Nếu mà chúng ta cái hiện tại ngủ, quá khứ cũng ngủ, nó là coi như nguy hiểm đó. Nó có sự nối kết với nhau đó quý vị. If now present, if you always like to sleep, what will happen next life? Nếu mà hiện tại người ta cứ thích ngủ thì kiếp tương lai, vị lai thì như thế nào quý vị? Do you want to become a snake next life? Quý vị có nghĩ rằng mình sẽ trở thành con rắn kiếp kế tiếp không ạ? Want or don't want? Vị lai. Có muốn không ạ? No. If don't want, tomorrow cannot sleep in the meditation hall, okay? Thì ngày mai không ai được ngủ. Okay? So try to wake up. Put more effort. Phải ráng thức dậy với một cái sự tinh tấn.
You need a lot of viriya. Viriya means effort. Và chúng ta phải có cái tâm tinh tấn hay là viriya rất là mạnh liệt. Viriya means the mind. No, so a strong mind and the determination. Strong determination and need to push all the time. If you are not pushing that, the mindfulness will get lost. No? Và khi chúng ta có cái tâm tinh tấn mạnh liệt thì chúng ta sẽ có được cái tín niệm và chúng ta sẽ tu tập tốt với một cái tâm nỗ lực mạnh liệt như vậy. Okay, so then there is a greed, anger, delusion. Three kinds of people. Và ba cái loại người có căn tánh tham, sân và si. Another one is sadhana, faith in the Buddha, Dhamma, Sangha. Và loại người thứ tư là có cái tâm tính vào Phật, Pháp và Tăng. Sada kind of people, since they are young, they like to do good, they want to go to the monastery, they like to learn the Dharma, they like to practice other Dharma, doing Dana, Sila, meditation. There is a since they are young, they like to do, happy to do it. Và cái loại người mà có tâm, có cái căn tính vào Phật, Pháp và Tăng thì vị đó cũng rất là siêng năng về việc bố thí, trì giới, hành thiền và luôn luôn làm những thiện pháp. Okay, another one, thinking type of person cannot concentrate in one place. Not always like to play in the mind. You want thinking many objects. Và cái loại người kế tiếp là căng tánh hay suy nghĩ là cái người đó không thể nào tập trung được lúc nào cũng suy nghĩ và suy nghĩ. Okay, another one is a wisdom kind of person. They would like to learn Dharma and they could understand easily and also they know how to go into the right thing. Huh? How to go to the right way and right, how to do the right thing. Huh? Và cái căn tánh cuối cùng là cái người trí tuệ là luôn luôn học rất là nhanh và họ rất là minh mẫn, tâm trí họ phải họ tiếp thu rất là nhanh và luôn luôn muốn mình lúc nào cũng đi đúng và làm đúng theo những cái gì nó đúng đắn. Và với cái trí tuệ. Understand? So from there, we need to choose meditation of the suitable one. Yeah? Và do đó, khi mà biết rõ căn tánh thì có thể chọn đúng cái đề mục phù hợp với cái căn tánh đó thì mới dễ thành công. For the great higher people, always one desire, another desire, another attachment, the kind of people, the Buddha explained that if you attach on your body or others, your family member, so much attach that, the Buddha is saying about 10 kinds of Asubha meditation we can practice. Đối với những người mà có căn tấn tham, nhiều tham ái, dục ái, luôn luôn mong muốn điều này, điều nọ, thì vị đó rất là dính mắc cái thân mình cũng như là dính mắc với những người khác. Thì luôn luôn thì Đức Phật sẽ cho niệm cái 10 cái đề mục về bất tịnh. When you practice meditation, concentrating on the anapana, okay, normally many people like to practice that. When you concentrate on the breath, but the mind don't want to be with the object, always like to have attachment, to worry for yourself, to the others, so then we can change meditation object with asubha, that go for attachment. So when you think about someone in that death, then at that body, the corpse, you need to concentrate on. Và khi cái người mà thực hành cái niệm hơi thở thì khi mà đang quán cái niệm hơi thở, cái đề mục đó thì cái tâm bị phóng qua một cái, một phóng dật qua một cái đối tượng khác và luôn dính mắc với cái thân của mình và hoang mang về cái việc thực tập của mình hay là dính mắc với cái sự với cái người khác chẳng hạn. Thì những người như vậy với cái căn tánh đó thì luôn luôn thực hành cái đề mục về niệm bất tịnh. Với tưởng tượng một cái về một cái xác chết thì niệm trên cái đề mục đó thì nó sẽ đối trị được cái căn tánh tham của người đó. We have 10 steps of asubha meditation, the first day of dying, a few days later of changing and this skeleton. We can choose one, okay, from this thing. Và trong cái đề mục bất tịnh này nó có 10 bước và sẽ thực hành từng bước một từ ngày đầu cho đến mấy ngày sau thì chúng ta có những cái bước từng tự để mà thực hành cái đề mục bất tịnh này. Understand? Quý vị hiểu không ạ? Okay. And also sometimes got anger type of person, you know, and also 32 part of body also, so 11 meditation object. Then asubha plus 32 part of body. So the second one, for the great type of person, we have 11 meditation objects, no? 10 asubha and 1 essence, 32 part of body, sorry, for the great.
For the great type of person, we have 11 meditation objects, just like we did explain 10. 10 for the asubha, dead body, 10 steps. Another one, 11 is the 32 part of body. No, the first three type of person. Như vậy con xin nói lại là cái căn tánh tham á là tới 11 đề mục chứ không phải 10, có nghĩa là 10 cái bất tịnh xong cộng thêm một cái về 32 thân phần nữa. Thì như vậy là cái căn tánh tham tới là 11 cái đề mục nữa. Understand không? Quý vị hiểu không? Try to remember later when finish I will ask one by one, okay? If cannot answer, I cannot go back to the room. Okay, 11 meditation object for the three type of person. Number two is anger type of person. Number two is, okay, 11 is for the three. Now coming to the number two is the anger type of person. Eight types of meditation object. Và đối với cái người mà căn tánh thứ hai là căn tánh sân á, thì nó có 8 loại, 8 đề mục để thành thiền. Okay, when you feel angry, you need to practice for 4 Brahma Vihara practice, Metta, Guna, Mudita and Upasana. Và khi đối với cái người mà căn tánh sân hận thì sẽ thực hành cái thiền thiền phòng hộ, tức là tứ vô lượng tâm. And four color kasina. Sometimes you get angry, unhappy, think about water, you know, you feel relaxed and peaceful. Four kinds of color kasina. Và bốn loại kasina màu. Okay. Color kasina is the white kasina. Màu trắng. Yellow kasina. Màu vàng. Red kasina and brown. Màu đỏ và màu nâu. So four color kasina plus four Brahma Vihara practice. So eight kinds of meditation object for the anger type of person. Huh? Và như vậy khi chúng ta thực hành bốn đề mục về kasina màu và bốn đề mục về tứ vô lượng tâm thì tất cả là 8 cái đề mục thiền cho cái người căn tánh sân hận. Understand? Quý vị hiểu không ạ? Difficult. Khó không? But you need to understand there is the Buddha teaching, okay? All the character sometimes we can see in our mind. Sometimes not desire. So when you know roughly how to practice that, it easily can overcome. Đó là cái lời dạy của cái cách dạy của Đức Phật trước đây, cho nên tuy là khó nhưng mà chúng ta cũng phải theo thực hành theo, bởi vì nó tùy theo căn tánh. Ví dụ khi mà tham khởi lên nhiều quá thì chúng ta phải thực hành theo cái đề mục đó, và khi có những cái đặc tính đó nó nổi lên thì mình phải có những cái đối trị để mà vượt qua được những cái tính tham ái hay là sinh hận của mình lúc đó nó khởi lên. Okay, another one is delusion type of person and thinking type of person is suitable with anapanasati. Và đối với cái loại người hay suy nghĩ và những người có căn tánh si thì sẽ thực hành cái quán niệm hơi thở. Okay, for the another one is the sadha type of person. So we have 6 kinds of meditation object. Contemplating about Buddha quality, Dhamma quality, Sangha quality. Và đối với cái người mà căn tánh là tính thì sẽ niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. The quality of Buddha Dhamma Sangha, dana, quality of dana, generosity. Và kể cả niệm thí, niệm về bố thí. And contemplating about precept, quality of the precept. No, six on. Và niệm về giới, niệm Phật, Pháp, Tăng, niệm thí và niệm giới. Number six is a contemplation about the quality of the Deva, Devata no Sati. Và cái niệm thứ sáu là niệm về thiên, tức là về chư thiên. Okay. So for sadha, people have six kinds of meditation object. You practice that, it's when you get happy feeling. Và đối với cái người căn tánh tính thì chúng ta niệm như vậy thì chúng ta sẽ có phát sinh được, phát triển được cái tâm hạnh phúc quan hệ trên cái đề mục niệm của mình. Okay. Number six is a wisdom kind of people have four kinds of meditation object. Và cái căn tánh cuối cùng là cái người trí tuệ thì có bốn loại, có bốn đề mục. Okay. Number there is the four element meditation object for the wisdom kind of people. Four elements.
đối với cái người mà căn tánh trí tuệ thì có tứ đại. Contemplating about peace or nibbana object. Và cái thứ nhất là họ quán niệm về niết bàn. Number three is a recollection of that one being marana nusati. Và cái niệm thứ hai là niệm sự chết. Number four is repulsiveness of the food. Contemplating about repulsiveness of the food. Repulsiveness of the food, whatever you eat. Và cái niệm thứ ba là niệm về sự bất tịnh của vật thực. Understand? Quý vị hiểu không? So for wisdom have four kinds of meditation. Four elements. The four elements contemplating about nirvana object and maranana sati. Maranana sati. Number four is a repulsiveness of the food. Thì cái thứ nhất là niết bàn, cái thứ hai là niệm về sự chết, cái thứ ba là về tứ đại. Tứ đại, niệm về niết bàn, về sự chết và coi như là bất tịnh của vật thân. Understand? Hiểu không? Sorry, difficult. So okay, now, how many now? Now we have six kind of people already. How many meditation objects we have been using? Như vậy là dần cho căn tấn của sáu loại người thì như vậy là có bao nhiêu đề mục của quý vị? 40. 30, okay. 30. For the greed, 11. Anger, 8. Greed. For the greed is 11 objects. Tham thì có 11. Remember? Nhớ chưa ạ? Yeah. Sân thì 8 là 19. Si là bao nhiêu? 19 với 4. Hả? 6. 6 11. Remember? 25. Anger is 8 kinds of 8, only 30. Okay, greed is 11. 10 kinds of 11 means 10 kinds of asubha plus 32 part of body. Okay, 11 kinds of meditation object for the greed. Có như 11 cho cái tham là 10, 10 cộng với 1 là 32 thân phần. Remember? 10 okay, anger time is 8. Okay, 4 Ramavihara plus 4 Kalakasina. Si thì có 8. Okay. Sân có 8. Okay. Okay, so delusion and thinking time is anapanasati. Cái người mà coi như tâm si với lại suy nghĩ thì là coi như anapanasati. Now how many? 20, okay? 20. Greed is 11, repeat again. Anger is 8, okay? 8 kinds of object. Anapana and delusion is anapanasati, okay? 20. There is 20 for 4 kinds of people. 4 loại người có 20 đề mục. Understand? For the sadha, 6. Còn đối với người tính thì có 6. Buddha Dhamma Sangha, Dana, Sila, Devata. Ok. 6. Understand? Yes. 20 plus 6, how much? 26. Ok, so 26, just now wisdom at 4. Bây giờ nói với trí tuệ thì có 4. Remember wisdom? Peace on Nibbana. Niết bàn, sự an tịnh của Niết bàn. Four elements. Là tứ đại. Okay. One day I have to die. Marana nusati. Niệm sự chết. Number four. Contemplating my responses never the food. So all 30. 30. Difficult? Oh. The Buddha teach 40, another 10, okay? Another 10 is we have kasina, 10 kasina we have. Now, just now we use only 4 kala kasina. Okay, so another 6 kasina we still have. Okay, another 6 means 4 elements. The earth. Kasina, the water kasina, fire kasina, the wind kasina, four elements kasina.
chúng ta có 4 cái casino về đất nước lửa gió. Ok. The night casino, the light casino. À, ánh sáng casino. State casino. À, hư không. Ok, so, ok. Six casino. 6, tất cả là 6. Remember? And also jhana, we have rupa jhana and arupa jhana. Rupa and arupa jhana. Và chúng ta có thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Okay? Rupa jhana means first jhana to fourth jhana. This is we call rupa jhana, the body and the mind in their place. Và thiền sắc giới từ phần thiền thứ nhất đến phần thiền thứ tư thì chúng ta gọi là thiền sắc giới, là rupa, cho nên là có coi như là thiền về có sắc, có thân. Okay. So when you practice kasina or anapanasati, when you meditate it, and you can reach anti arupa jhana for anti fourth jhana. Và khi chúng ta thực hành cái thiền anapanasati thì chúng ta có thể tiến đến phần thiền thứ tư. Understand? So arupa jhana it only can practice in kasina meditation. Và đối với cái thiền vô sắc thì chúng ta chỉ có thực hành về cái kasina biến xứ thì có thể đạt tới các cái phần thiền vô sắc. So after fourth jhana, we have fifth jhana, sixth jhana, seventh jhana, and eighth jhana. This we call arupa jhana. Và khi tầng thiền thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 thì chúng ta gọi là tầng thiền vô sắc, vô sắc giới. Okay. So arupa jhana don't have body, only consciousness. Và đối với cái cõi vô sắc, thiền vô sắc thì không có cái thân mà chỉ có cái tâm, có cái thức mà thôi. Okay. Then next time you will understand more, okay, after practice. Not just for the general knowledge. No? Và chúng ta sẽ từ từ, chúng ta sẽ biết cụ thể thì chúng ta chỉ nói tổng quát. Okay, so six kasina plus just now for arupa, ten object. No? Six plus four arupa, so become ten. Sáu, sáu cái đề mục và chúng ta sẽ có 4 cái lập tất cả là 10. Coi như là nãy thì chúng ta còn thiếu 10 cái đề mục đó. Okay, this 10 kinds of meditation object is suitable for anybody, Buddha said. No? Và cái 10 cái đề mục này là phù hợp cho tất cả các căn phấn của chúng sanh. So we have 40 meditation object for six kinds of character of people, six kinds of people. Và như vậy là có 40 cái đề mục này phù hợp cho tất cả 6 cái căn tánh của con người, của chúng sanh. So when the Buddha look at you, if you have another sadha, five kinds of people, the Buddha immediately asks you to practice Buddha Nusati, Dhamma Nusati. No? Đối với quý vị mà có căn tánh tính đó, thì niệm Phật rất là nhanh và chúng ta sẽ thấy được cái thành tựu của Đức Phật rất là dễ dàng. Okay. Say if you have anger type of person, the Buddha explained to you, practice metta. Và đối với quý vị mà căn tấn sân hận thì thực hành cái niệm tâm từ thì nó rất là hiệu quả. So roughly you understand, okay? Và nói tổng quát và từ từ quý vị sẽ hiểu rất là rõ. Okay, but we cannot practice many meditation object at the same time. We need to choose one. Và tất cả đề mục này chúng ta không thể hành một lúc mà phải chọn từng đề mục một. From our experience, many of the meditators, they practice for metta the beginning. After that, we teach them to practice for anapanasati. If they can control their mind about 20 minutes, many people have been successful. They got a nimitta, and within a few days' time, they could enter jhana. Và đối với một số hành giả mà như tôi có kinh nghiệm dạy qua thì họ cũng thực hành cái tâm từ, sau đó thì họ chuyển qua cái hành về anapanasati hơi thở thì sau 20 phút họ cũng có thể tập trung cái định tâm an trú trên cái đề mục và dần dần họ phát triển về cái nimitta rất là nhanh qua ngày thứ hai và họ cũng có thể là sau đó đạt cái tình thiền rất là nhanh trong cái thời gian ngắn. Okay, so tomorrow and in the morning, the first sitting, I want you to practice more metta meditation, loving kindness for one sitting. Then the second sitting, only we will practice anapanasati. Yeah? Và như vậy là ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành thiền trong cái thời đầu. Tôi mong quý vị sẽ hành thiền về tâm từ. Và cái thời thứ hai thì chúng ta sẽ thực hành về hơi thở. Metta is very important for us to practice, especially who want to practice for concentration practice. The mind need to be relaxed, need to be happy, cannot get negative feeling, always need to be a positive mind. Tại vì khi mà chúng ta hành thiền, cái tâm từ nó rất là quan trọng, nó làm cái nền tảng cho cái tâm của chúng ta trở nên thoải mái, thư giãn và nó sẽ
có thể thực hành cái định tâm, nó phát triển sẽ tốt hơn nếu mà cái tâm của chúng ta được thoải mái và nó an vui, và chúng ta sẽ đi vào cái định nó rất là dễ dàng. So early in the morning, tomorrow, like today, what I did there, how I practiced that, same also you can do that. Now we are on the island, okay? You just imagine you are sitting on top of the lotus flower, okay? So not move anywhere, okay? Just on inside of the flower, on top of the flower, lotus flower, sitting, okay? Và khi chúng ta thực hành thì ngày mai chúng ta thực hành cái đề mục tâm từ, và cũng tưởng tượng này. Bây giờ hiện tại chúng ta đang ở trên cái ốc đảo, và chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta đang hành thiền trong một cái hoa sen đang nở, và chúng ta ở giữa hoa sen, chúng ta không có di chuyển đi đâu được hết, và ở dính ngay cái giữa hoa sen đó, và chúng ta cứ thực hành thiền trên cái hoa sen đó. The lotus flower floating on top of the water. Okay. Và cái hoa sen nó sẽ nổi trên mặt nước. Understand? So now you have been sitting on top of the flower, water. Inside the flower, on top of the flower. Mà chúng ta cũng sẽ thấy là chúng ta ngồi trong cái hoa sen đó, và chúng ta cũng nổi trên mặt nước đó. You just think that beside all our water surrounding of you is all full of water. Và chung quanh thì nước nó trôi chảy chung quanh ta, là nước, toàn là nước không. When you think about water, think about the energy, softness of energy, and the coolingness of the mind and the energy combined together. Và khi chúng ta liên tưởng tới cái nước, nó cũng có những cái đặc tính để nó tạo cho hung đúc chúng ta thêm một cái năng lượng, và cái sự mát mẻ, và nó cái sự trôi chảy, và nó làm cho chúng ta, tâm tính của chúng ta nó sẽ dễ dàng, thư giãn hơn và thoải mái hơn. But cannot be sleepy. If you are sleepy, you will drop inside the water, okay? Không thể ngủ. Nếu chúng ta ngủ thì chúng ta sẽ lọt xuống nước. Understand? So awareness that happily, you also can think that the Buddha always sitting inside the lotus flower. How beautiful that you need to get started, that kind of object. Và khi đó chúng ta cũng nhớ rằng khi Đức Phật của chúng ta cũng là hành thiền với một hình ảnh đẹp ở giữa hoa sen, và chúng ta cũng như vậy, và liên tưởng và cái tâm của chúng ta hình dung ra cái hình ảnh đẹp đó, và cái đức tin và cái niệm tính của chúng ta nó cũng tăng trưởng qua cái hình ảnh chúng ta tưởng cái Đức Phật với cái hình ảnh đẹp đẽ đó, để chúng ta có thể thực hành thiền trên cái đề mục của mình. The quality of the Buddha, you can't imagine. Và chúng ta cũng niệm cái hồng ân của Đức Phật để mà tăng trưởng cái niềm tin. Understand not? Hiểu không quý vị? Okay. At the same time, you also think that, oh, I respect the Buddha. Then he did practice in this way. Then he taught the Dharma to the people. So now I want to practice like him. Think that way. Chúng ta cũng nghĩ tới Đức Phật, và chúng ta cũng biết nhớ rằng Đức Phật là cái vị mà giảng dạy giáo pháp, và chúng ta cũng đang thực hành giống như ngài đã dạy, và chúng ta cũng đang nhớ tới, liên tưởng tới Đức Phật khi mà ngài cũng giảng những cái pháp cao quý này. And think respectfully to yourself. You need to respect. This is very important, no? Và khi nhớ tới những hình ảnh đó, chúng ta cũng liên tưởng đến Đức Phật với một cái lòng kính trọng và cái sự trân trọng của mình, thì chúng ta cũng tăng trưởng được cái đức tin của mình. If we don't respect ourselves, and the life is not easy to be successful in our life, no? Và khi chúng ta liên tưởng tới sự kính trọng và đức tin đối với Đức Phật, thì chúng ta cũng tăng trưởng được cái sự kính trọng bản thân mình, và như vậy chúng ta cũng sẽ có những cái thiện nghiệp khi chúng ta thực hành cái đề mục này. Okay, so I will meditate respectfully and think about the present, contemplate. I keep the 8 present today. Happy. Và chúng ta cũng liên tưởng tới cái niệm giới, khi chúng ta giữ giới 8 giới, thì đó cũng là một cái đề mục để chúng ta thấy rằng chúng ta có phát triển được cái thiện nghiệp của mình khi chúng ta thực hành thiền trong cái ngày có giữ giới. Are you happy to keep 8 present? Quý vị có ai vui khi giữ 8 giới không ạ? Có hạnh phúc không? Not dinner, okay? So try hard, okay? Must be happy. Và chúng ta không có ăn chiều, và chúng ta sẽ rất là ăn vui, và chúng ta sẽ cố gắng. Then after that, and as the body position important, the body trying to be straight. You are inside on top of the flower, straighten the body and the head. Don't be like this, you know? Cái tư thế ngồi cũng quan trọng. Khi chúng ta ngồi, nhớ là chúng ta ngồi lưng thẳng, và đừng có chúa ra phía trước, thì nó dễ ngủ. Okay?
So the body position is very important. And the body is not balanced, not easy to get concentration. So the body is balanced, the mind also will connect with the body, easy to get concentration. Khi chúng ta ngồi thẳng thì tâm của chúng ta sẽ rất là sáng suốt và chúng ta cũng dễ định tâm hơn, cho nên cái tư thế ngồi rất là quan trọng. Okay, understand? After preparation of our body, after preparation of your mind, I will keep the ABC, time to be happy. Luôn luôn mình tự động viên mình và chúng ta cũng liên tưởng đến cái niệm giới và liên tưởng đến cái đức tin của mình và những cái chúng ta sẽ thực hành thiền trong ngày để tâm chúng ta luôn được an vui, tự động viên mình nỗ lực tinh tấn, hết sức là nỗ lực tinh tấn trong cái việc của mình thành thiền. Make a strong determination, no? Determination. Và chúng ta sẽ có một cái tâm quyết định mạnh mẽ khi chúng ta thực hành thiền. I want to get jhana within one sitting. Và đặt một cái ước nguyện là chúng ta sẽ chứng đắc từng thiền khi chúng ta ngồi thiền với cái quyết tâm mạnh mẽ. When I don't want? Quý vị có muốn không ạ? Yeah. Okay, the mind is very powerful, okay? If you have strong determination and happy day, Shiva, you will be successful, no? Nếu mà chúng ta thực hành thiền với một cái tâm rất là mạnh mẽ thì chúng ta sẽ thành công hơn với cái tâm mà quyết định của mình một cách mạnh liệt. Okay, then slowly the mind trying to concentrate on your body from the head to the whole body overall. Và khi chúng ta hành thiền thì chúng ta cố gắng có một cái tâm quyết định mạnh mẽ từ phía trên phủ xuống và toàn thân mình, từ cái tâm chúng ta bao quát hết toàn thân và chúng ta sẽ ở một cái tư thế ngồi tập trung và rất là quân bình. Then send metta to yourself. Và hãy niệm cái tâm từ, chuyển cái tâm từ đến cho chính mình. Okay. Metta is intention. To be free from dangers. I want to be free from dangers. Và tâm từ cũng là một cái năng lượng để chuyển đến cho mình và nguyện cho mình thoát khỏi những điều nguy hiểm rủi ro. Okay, just pay attention to yourself on it. Now, if you can look there, you can imagine by your face and the body, that is good. Và khi đó chúng ta cũng nên tưởng tượng đến cái thân và cái tâm của mình thì điều đó nó sẽ tạo cho cái tốt khi chúng ta có một cái tư thế ngồi. Can you remember your face? Và chúng ta nghĩ đến cái gương mặt của mình với cái thân của mình khi chúng ta niệm đến cái tâm từ cải cho mình. Remember or not? Có nhớ cái mặt mình không ạ? No. You can remember better. You're looking at yourself when you are standing in front of the mirror. You can see your face and the body inside the mirror. The same. Just imagine. Khi chúng ta niệm tâm từ cải đến mình thì chúng ta phải nghĩ tới cái gương mặt của mình và tới cái thân của mình, cũng giống như lúc mà mình nhìn vào cái gương, mình thấy cái mặt của mình. Mình phải nhìn rất là rõ cái gương mặt và cái thân của mình một cách trọn vẹn để chúng ta chuyển cái tâm từ đó. Understand? Hiểu không, so can you imagine yourself now? À, chúng ta có thể tự tưởng tượng ra như vậy không? Cái hình ảnh của mình từ cái gương mặt cho đến cả người mình một cách rõ ràng trong cái tâm trí của mình. Okay, if cannot remember, after the mental, go and stand in front of the mirror, look and do familiar. Okay. Thì, sau khi chúng ta nghe pháp xong về, chúng ta nhìn vào kiến để thấy được cái mặt của mình, để chúng ta tưởng tượng ra một cách rõ ràng hơn cái gương mặt của mình khi chúng ta niệm tâm từ. Okay. When you love somebody, can you recall their face? Can you remember? Khi chúng ta thương ai đó, thì chúng ta luôn luôn nghĩ tới cái gương mặt của họ, có đúng không? Understand? Hiểu không quý vị? Can you recall their face, their image? Chúng ta có thể nhìn được cái gương mặt của mình không? Thấy hình ảnh của mình trong gương không? Như là thấy rất rõ ràng trong gương. Understand? Hiểu không quý vị? Appear or not sometimes? Do you feel that image? Có thể xuất hiện cái hình ảnh trong đầu mình hay không? Where do you see the image? Where do you feel that? À, mình nhìn thấy được cái hình ảnh ở đâu? Có thể thấy được ở đâu không? In the heart. From the mind, you can see the face, the picture, the person who you love.
You cannot see no clear USD and they clear. No? Khi mà chúng ta phải nhìn cái hình ảnh cho đến khi nó rõ được một cách rất là tâm sáng thì chúng ta mới có thể chuyển cái trải cái tâm từ của mình đến cho mình được với cái hình ảnh một cách rõ ràng từ cái tâm tâm của mình thấy được rõ nó. Understand? Hiểu không quý vị? Same as that, okay? We think ourselves and did the image come out in your mind and send always may I be free from danger slowly, slowly, no? Chúng ta phải nhìn rõ được cái hình ảnh đó nó xuất hiện trong đầu mình, trong tâm mình, cái hình ảnh mình một cách rõ ràng và chúng ta chuyển rải cái tâm từ bằng bốn cách. Và chúng ta niệm rằng, nguyện cho tôi thoát khỏi những hiểm nguy, thoát khỏi những rủi ro, tai hại. Và chúng ta cứ niệm như thế và chuyển đến cho chính mình một cách rõ là với cái hình ảnh mình thấy trong tâm. Okay. When you shower, the water spread from the head to the whole body when showering time. Và cũng riêng tự giống như khi chúng ta tắm, chúng ta cũng tắm từ trên đầu tắm xuống. Understand? After 4 hours, but the water spreading in your body, after 4 hours, you feel cooling feeling, and then after that, you feel relaxed feeling also. Và lúc đó khi chúng ta liên tưởng tới nước nó chảy xuống thì nó mát mẻ và nó cũng làm cho cái tâm của chúng ta dịu xuống thì chúng ta liên tưởng tới cái hình ảnh như vậy. Understand? So sending a metta also the same with showering. Your mind from the head to the whole body spread slowly. Even you can see inside organs better. So after 4 hours, you see the body is very calm and the mind is happy. Và khi chúng ta rải tâm từ đến chính mình, chúng ta cũng liên tưởng cái hình ảnh chúng ta tắm, mà tắm từ trên dội nước xuống, nó rải từ từ trên đầu xuống cái thân mình và chúng ta thấy được, cảm nhận được sự xúc chạm của cái nước khi nó đến từ mặt, từ đầu, từ mặt rồi đến cái người của mình và nó đến từ từ tới đâu chúng ta cảm nhận được cái đó và chúng ta thấy được sự mát mẻ, sự êm dịu và một cái tâm rất là thư giãn và chúng ta cảm nhận sự mát mẻ và thân tâm chúng ta cũng cảm thấy sự an tịnh. Và qua cái sự mà liên tưởng như vậy với cái nước tắm từ trên xuống và chúng ta cũng rải tâm từ theo đúng y như cái cách mà nước rải từ trên xuống. Okay. So you practice and stay relaxed and happy. If you have parami, you can enter and be jhana also. Và khi quý vị thực hành cái niệm tâm từ này, nếu quý vị nào mà có ba la mật thì cũng có thể chứng đắc được tầng thiền với cái đề mục niệm tâm từ này. Okay, the next day only we will explain detail. Now it's just roughly, okay? Qua ngày kế tiếp thì tôi sẽ giải thích một cách chi tiết hơn. Bây giờ tôi chỉ nói một cách tổng quát như vậy. Okay. So four ways we need to practice. May I be free from dangers, I feel happy. May I be free from mental suffering. Number three, may I be free from physical suffering. Number four, may I be well and happy. Four ways we try to send one by one. May I be free from dangers, number one. Cái câu thứ nhất là chúng ta xin nguyện chúng ta thoát khỏi được sự hiểm nguy. Number two, may I be free from mental suffering. Cái câu thứ hai thì chúng ta nguyện cho chúng ta tâm chúng ta thoát khỏi mọi đau khổ. Number three, may I be free from physical suffering. Câu thứ ba là khi chúng ta niệm là thoát khỏi những đau khổ về thân, coi như thân khỏi bệnh tật. Number four, may I be well and happy. Và nguyện cho tôi luôn được an vui hạnh phúc. Câu thứ tư, tức là chúng ta niệm bốn cách. Okay. Four ways you just try to send again and again. Until you feel happy. Và chúng ta cứ niệm cái đó và rải tâm từ đến cho mình và cứ niệm đi niệm lại và nhiều lần như vậy và với bốn cách như vậy. Okay, so tomorrow morning the first session you try to do yourself. If you are okay, you also can send general to the other meditator also. Và chúng ta tập thực hành cái niệm tâm từ rải đầu tiên cho mình. Sau đó nếu mà cảm thấy nó được rồi thì chúng ta bắt đầu rải tới những người khác, với những người hành giả khác trong cái phòng thiền này. Và cứ thế chúng ta tiếp tục. Understand? Quý vị hiểu chưa? Sleepy? Có buồn ngủ không? Chào mắt thoát so long now, okay? Sorry. But Anavana, I need to explain a little bit, okay? 5 minutes. Và tôi sẽ giải thích một chút về cái niệm hơi thở. So after sending all the metta, after you be peaceful, you just try to practice Anavana. Và sau khi chúng ta thực hành niệm tâm từ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái thực hành về quán niệm hơi thở. Anapana is the most easier meditation object in this 40. Và cái niệm hơi thở này là một trong cái đề mục dễ nhất trong 40 đề mục.
Understand? Why? Breathing. The breathing. In breath and out breath. In and out breath, this is anapana object. That's all. In and out breath only. Don't think many things. Where is the breathing object? Where do you feel the breath? Quý vị có cảm giác cái hơi thở, mình biết được cái cảm giác hơi thở ở đâu? Where? Ở đâu ạ? No, don't forget, okay? Don't think about the mouth or ear or what, no, okay? Only from the nose, truly will come out in and out breathing. So we will concentrate around in the nose only. Nó chỉ chung quanh cái phần mũi mà thôi. Okay? Don't concentrate in the body. Any sensation appear, don't care, don't concentrate. Only just breathing only from the breath, from the nose. Chúng ta không hề chú ý tới cái bên trong thân hoặc là những cái cảm giác nổi lên, mà chỉ chú ý cái hơi thở ra vào và hơi thở ra ngay cái mũi mà thôi. And also we always need to breathe. Don't forget about breathing, okay? Understand? Hiểu không quý vị? So now you see, we always have to breathe. When you breathe, the breath will appear. In breath, out breath will appear. Và chúng ta nhớ khi chúng ta thở thì luôn luôn cái hơi thở nó đều xuất hiện, chúng ta có thể cảm nhận. And obvious, very obviously, you will be in and out. Nó rất là rõ ràng, hơi thở vào và hơi thở ra. Easy or difficult about breathing? Dễ không quý vị? Thở dễ không? Please answer. Hãy trả lời cho tôi biết. Easy, just breathe, you will feel it. In, out, okay? Obvious already. Object. Okay? Meditation object for anapanasati is only two objects only. The breath object and the mind, only two, okay? So the Buddha is saying the breathing and the mind need to be together. Và Đức Phật đã dạy rằng hơi thở với tâm của chúng ta phải cùng với nhau, coi như nó là một. So where is your mind? Tâm ở đâu ạ? Inside your body or outside of the body? Where? Ở bên trong hay bên ngoài thân của mình? Where do you feel the mind? Các bạn có thể cảm nhận cái tâm của mình ở đâu không? À? Biết cái tâm mình ở đâu không? Eh? Biết không? If not, you cannot contact with the brain. Don't know where is your mind. Mình biết nó đi đâu thì làm sao chúng ta có thể chú ý hơi thở được? In the brain or in the heart base? Just to choose. Okay? Trong tâm. In the heart or in the brain? Where's your mind? Tâm của mình á là một ở trong cái đầu hay là ở trong cái tim? Bây giờ nó đâu? Cái đầu mình ở trên cái não, thần kinh. Hoặc là cái tâm mình ở tim. Someone told brain, someone say heart. Okay. Có người thì nói ở đầu, trên đầu, có người thì nói trong tim. So the mind is feeling, knowing, okay, consciousness and feeling and the content and everything is we call chitta and chittasika. No? Khi mà cái tâm của chúng ta hoặc cảm giác thì chúng ta gọi đó là tâm hoặc là tâm sở. Okay, that was 17 years ago. I was teaching meditation in Oxford University in England. Thời cách đây 17 năm thì tôi có dạy ở con cái đại học Oxford ở England. Oxford ở Anh. Okay. So one of the professor after the Dhammapada, he asked me, sister, in the Buddhist tradition, you're talking about the mind inside the heart base, always in front of the heart. Một vị giáo sư nói với tôi rằng cái tâm nó nằm ở trong cái tim. So in our country, we believe the mind inside the brain. So please, can you explain clear answer? Okay, the way some. The professor us in the Buddhist, we believe Buddhists believe about the mind in the heart base, but in our country, in England, they believe of the mind inside the brain.
Dạ con xin lỗi con dịch lại. Là cái vị cái giáo sư ở cái đại học Oxford á, bên Anh á, thì họ nói rằng á, đối với đất nước của chúng tôi á, họ tin tưởng cái tâm nó nằm ở ở trong đầu. Còn đối với bên cái xứ sở Phật giáo á, bên cô thì cô nói là tôi tin tâm ở trong tâm, ở trong tim. Cho nên là như vậy thì đối với quý vị thấy là vấn đề đó là tâm nó nằm ở đâu? Then he told me we believe from the brain. So can you explain what your kinds of understanding from the heart? How you can explain to us, you know? Cái vị giáo sư thứ nhất quyết và nói là tâm nó nằm ở trên não, trên đầu. Cho nên là theo quý vị thì giải thích như thế nào nó nằm ở đâu? So I did explain to him, if you might have two girls, two lovers with you, 1% will tell you, oh, I love you from my heart. The heart. Another one will tell, oh, I love you from my brain. Which one you want to choose? Có hai loại người, một người thì nói là tôi yêu bạn với cái tim của tôi, còn có người nói tôi yêu bạn với cái đầu của tôi, thì bạn sẽ chọn người nào ạ? Which one you want to choose? Okay, if you had two girlfriend or boyfriend. Có hai người, thí dụ có hai người bạn trai đấy nhỉ, họ nói một người thì yêu bằng cái đầu, người yêu bằng cái tim, thì chúng ta chọn ai ạ? Please answer. Heart. Why? Okay, so then he did, he was listening. Then after that he told me, oh, I will choose from the heart one, sister. He told me, you know. Một người trả lời là nói tôi chọn cái người mà yêu bằng trái tim. Then I asked, why you want to choose from the heart? You told me the mind is in the brain. Why you don't want to choose from the brain one? Thì cô mới hỏi là hãy giải thích tại sao chọn cái người yêu bằng trái tim mà trong khi đó là nói là cái tâm nằm ở trong đầu, thì như vậy là giải thích như thế nào? Then he told, oh, from the heart is true love. True love. Tại vì trong tim thì có cái tình yêu thật sự. True love means feeling by the feeling. Bởi vì đó là một cái nơi mà có tình yêu thật sự, có cảm giác thật sự. So he told me that the feeling comes from the heart, but I can feel from the heart. Bởi vì trái tim có thể cảm nhận được cái cảm giác, cho nên là mình cho rằng nó là trái tim. So in the end, he believed that the mind inside the heart because of the feeling. Bởi vì cuối cùng cái vị đó mới đồng ý là nói rằng tất cả tâm là đi từ trái tim, bởi vì tim có thể cảm nhận được, có cái hiểu được, có cái cảm giác, cho nên cảm nhận và từ trái tim vị đó đã đồng ý. Okay, so but tomorrow, don't go and look at where is my mind. Don't go and search. You will get problem also. Okay? Why I just explained that when you meditate on the breath, when you get a concentration, you will start to feel the feeling. When you meditate on the breath, slowly you will get the feeling, right? Khi mà quý vị hành thiền thì ngày mai khi chúng ta bắt đầu hành thiền với cái hơi thở thì chúng ta có thể cảm nhận được hơi thở. So when you get a feeling, a happy feeling, you need to combine the feeling with the breath. Và khi chúng ta có thể cảm nhận được cái cảm thọ thì chúng ta có thể kết nối với lại cái hơi thở của mình. Then only the mind, happy mind and the subtle breath together, after for a while you will get the limit. Và khi chúng ta cảm nhận được hơi thở thì chúng ta cũng cảm nhận được cái sự an vui, cái cảm giác an vui của mình. Và khi cái hơi thở nó trở nên vi tế thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được cái sự an vui, cái cảm giác an vui của mình. Khi cái hơi thở nó trở nên vi tế hoặc cảm nhận được hơi thở thì quý vị có thể cảm thấy được điều đó một cách rõ ràng. Understand? So okay, we will concentrate the mind, we will focus awareness in front of the nose. Trying to breathe in and out, natural breathing, don't push too hard, no? Relax and breathe very softly, in and out breathing. Chúng ta hãy thật sự rất là thư giãn, nhưng mà chúng ta phải đặt sự chú ý, ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra, ngay cái vùng mũi, và chúng ta phải thở một cách tự nhiên, đừng có cố gắng thở, đừng có ráng thở, thì nó sẽ rất là khó khăn. Understand? So, thì hiểu không ạ? The mind, don't follow with in-breath all the way to the inside. If you follow that, the mind following that, you can feel vibration in your chest and abdomen. Và chúng ta cũng đừng đi theo cái hơi thở vào bên trong, thì chúng ta sẽ có những cái cảm nhận về cái sự rung động hoặc những cái cảm giác khác nó khởi lên. Thì cái đó không đúng.
mà chúng ta chỉ ở bên ngoài ngay cái vùng mũi để cảm nhận cái hơi thở mà thôi, để biết được hơi thở ngay cái vùng mũi, không đi vào trong. So that's why you should not breathe so hard. If you breathe so hard, then automatically the mind line to following with the air inside. Chúng ta đừng có cố thở mạnh thì cái hơi thở nó sẽ đi với không khí đi vào trong thì chúng ta sẽ rất là mệt. If you following inside, you feel a vibration. That is because the in-breath go and push. That is because the wind element. Và khi chúng ta cố thở mạnh thì cái hơi, cái không khí nó đi vào cái hơi của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy sự rung động, và như vậy là chúng ta sẽ thấy được cái cảm giác, thì chúng ta sẽ chuyển qua thấy được tứ đại là cái đặc tính của gió. Even you feel a vibration or sensation in your body, don't awareness on that immediately trying to stop, and the mind trying to come back again to the nostril and trying to concentrate again. Và khi chúng ta chú ý hơi thở, nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào trong thì cái sự rung động nó xuất hiện thì chúng ta phải trở về lập tức với hơi thở bên ngoài. Chúng ta không có đi lòng vòng bên trong nữa mà chỉ chú ý cái bên ngoài mà thôi. Còn cái cảm giác nó khởi lên thì chúng ta bỏ, phải quay về với cái hơi thở ngay cái vùng mũi và chỉ biết hơi thở vào và hơi thở ra mà thôi. Okay, that's when the mind don't fall in inside of the body or don't fall in too far from the nose. Chúng ta không có đi theo hơi thở vào bên trong thân mà cũng không có đi theo hơi thở ra phía ngoài thân, đi xa khỏi thân, mà chúng ta chỉ ở ngay vùng mũi mà thôi. Okay, just concentrate in and out breathing, awareness that the mind, awareness means knowing in the beginning to the end, all in the nose only, in and out, a little bit going inside the nose, okay. But don't fall in too far. Little bit in and come out little bit from the nose. Chúng ta phải có sự ghi nhận và tỉnh thức. Nó sẽ ghi nhận một cách tỉnh thức, đi nhấn mạnh đến sự tỉnh thức và ghi nhận sự hơi thở vào và ra. Ngay vùng mũi nó có thể vô một chút xíu, hơi gần ngoài cũng không sao, nhưng mà đừng có đi sâu và tuốt vào trong, mình chỉ hơi bên ngoài chút xíu. Nó có vô trong chút xíu cũng không sao, nhưng mà phải hết sức tỉnh thức, tỉnh giác để thấy được hơi thở vào và hơi thở ra ngay vùng mũi. Slowly, after 4 years, the touching area. The touching area is the air is really coming touch on your skin in somewhere of the nose. Some people will feel one side of the nose touching area. Some people will see both sides. Some in the center. Where do you really feel that? You just choose in one place, okay? Và chúng ta tỉnh giác. Chú ý cái hơi thở ghi nhận vào và ra, và chúng ta sẽ thấy được cái điểm xúc chạm của hơi thở khi nó đi vào và khi ra ngay cái vùng mũi. Và cái có người thì kinh nghiệm và có khi thấy một bên, có người thì thấy cả hai bên, còn có người hoặc là thấy ở giữa, thì chúng ta đừng có lo lắng, mà chúng ta chỉ chọn nơi nào mà nó rõ nhất, mà khi chúng ta thấy nó thì chúng ta chọn một cái mà thôi. Okay, understand not? Quý vị hiểu chưa? So we will concentrate the breath in our breathing from that touching area. Not only concentrate on the area, okay? Many people have made understood. Many meditation teacher told that, oh, you must concentrate on the touching area. So the mind is only the area you have been focusing. Because of that, after a point when you get sensation, vibration, or hot and cold, the kind of feeling will appear because you concentrate too much on the area, on the skin. Okay. Quý vị hành giả phải hết sức chú ý là chúng ta chỉ có sự ghi nhận chú ý trên hơi thở tại điểm xúc chạm, và nhớ là chúng ta chỉ chú ý hơi thở tại điểm xúc chạm, tập trung tâm tại cái điểm xúc chạm, nhưng không phải là điểm xúc chạm, vì có những hành giả khi đó thì sai ở chỗ là tập trung ngay chỗ điểm xúc chạm, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy khởi lên những cảm giác của tứ đại về nó sự rung động hay những cảm giác, thì cái đó là không đúng, mà chúng ta chỉ chú ý hơi thở tại điểm xúc chạm, định tâm trên cái hơi thở ngay tại điểm xúc chạm mà thôi. Quý vị chú ý điều này. Okay, and also because you concentrate on that touching area too long, you will get tightness of your hand. Và nếu mà also your eyes will get very tense. Nếu chúng ta làm không đúng á, thì khi chúng ta chú ý trên cái điểm xúc chạm á, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rất là nặng đầu, mình mắt của chúng ta có thể trở nên rất là cứng vì chúng ta chú ý vào điểm xúc chạm và cái sự rung động của nó, cho nên là cái đó là không đúng, chúng ta phải nhớ rõ điều đó. Okay, anapana object is the breathing, don't forget about the breath.
Anapanasati tức là đây là hơi thở, chúng ta quán niệm, chấn niệm trên hơi thở chứ không phải là niệm xúc chạm. Okay. We will concentrate the breath and touching area on top of the touching area. Movement of the breath is the main object. Cái điểm đề mục chính của chúng ta ở đây để chúng ta theo dõi ghi nhận là hơi thở vào và ra tại điểm xúc chạm, và cái đề mục chính của chúng ta là hơi thở vào, hơi thở ra tại một điểm xúc chạm, nhưng không phải là điểm xúc chạm mà là hơi thở. Understand? Touching area is 30%, 70% in and out within the mind, try to focus. 30% on the touching area, 70% on the breath movement. À, khi chúng ta chú ý thì chúng ta 30% chúng ta chú ý trên cái điểm xúc chạm, nhưng mà 70% chúng ta phải chú ý trên cái hơi thở. Understand? Quý vị hiểu chưa? Understand not. So like the gatekeeper, the symbol, the gatekeeper is a waiting beside of the gate, someone in and out, crossing in and out. Your duty is just watch from here in and out only. Don't pull it in and out. Only here from the gate. Cũng giống như cái người gác cổng, thì cái người này đứng ngay cái cổng của chú, và cái người đó chỉ nhìn cái người đi vào đi ra ngay cổng thôi, còn cái người đó đi vào tâm đi đâu hoặc đi ra khỏi cổng đi đâu thì họ không quan tâm. Cũng giống như người gác cổng chỉ đứng ngay cổng và nhìn cái người đi vào ra ngay cổng mà thôi. Understand not? Quý vị hiểu chưa? Just follow the instruction very fast. Then 20 minutes, you really can feel that you will get the limiter. Huh? Nếu quý vị chú ý 20 phút an trú trên cái đề mục hơi thở đó, quý vị có thể có được ánh sáng limiter. Okay. So limiter is later. Okay. Now just now you just follow it here from that touching area in and out. So the mind combines. So only slowly you feel like the wave. The wave. When you go to the beach, your body is with the wave floating feeling. The water, the wave is same as the breath. The mind is same with your body, floating your mind and the breath together. You will feel this concentration improving. Yeah? Nói về ánh sáng thì cái đó chúng ta sẽ nói sao, nhưng mà ở đây thì chúng ta phải chú ý cái đề mục chính của mình ở đây là hơi thở. Nếu quý vị chú ý trên cái đề mục hơi thở thì chúng ta sẽ tưởng tượng hơi thở, chúng ta sẽ thấy nó trôi lăn như là dòng nước, và chúng ta cảm nhận nó một cách dễ dàng, và tâm của chúng ta cũng gắn liền trên cái sự hay biết cái hơi thở đó và cái sự trôi lăn như cái dòng nước, và chúng ta sẽ cảm nhận cái điều đó một cách rất là rõ ràng. Slowly, slowly, your breath will get soft and subtle, that the breath will happen. Và sau đó, cái hơi thở của chúng ta có thể trở nên nhẹ hơn và vi tế hơn. When you get a subtle breath, automatically your mind gets start to feel comfortable, start to feel happy with that subtle breath. Và khi mà hơi thở nó vi tế dần dần thì tâm của chúng ta cũng trở nên an vui và trong sáng, và chúng ta cũng theo dõi nó một cách từ từ, và chúng ta cũng sẽ thấy được nó một cách rõ ràng. Okay. After for a while, but happy feeling with the breath, color will appear in front of you. Và khi chúng ta từ từ cái tâm của chúng ta an vui trên cái đề mục đó, và chúng ta cũng sẽ thấy được những cái lợi lạc và cái tiến hóa, cái sự tiến bộ của chúng ta nó sẽ phát sinh. That color is the sign of concentration. Let me start with color. Và chúng ta sẽ thấy được cái màu sắc của cái ánh sáng, là đó là limita, nó sẽ xuất hiện một cách rõ ràng hơn đối với hình giả. So very easy. Okay. Rất là dễ quý vị. Easy or difficult? Yeah. Just trying to be happy with your breathing for 20 minutes. Sure, you will get limiter. I had a lot of experience from many meditators, okay? Và chúng ta hãy cố gắng, hành giả chúng ta đây là hạnh phúc, an vui với cái hơi thở, mình vui với mình vui với cái hơi thở và an vui trên hơi thở đó trong 20 phút liên tục. An trú trên cái đề mục an vui đó thì chúng ta sẽ thấy ngay ánh sáng. Tôi thấy rất là dễ với cái kinh nghiệm vậy, thì tôi thấy cũng không có gì khó khăn với gì, rất là dễ. Understand? So need to make it interesting feeling on your breathing. Và chúng ta phải có một cái sự động viên tinh thần mình một cách quan tâm thật sự đến cái đề mục của mình và hành thiền một cách chăm chú. And to make it to be interesting. Và phải làm cho mình hết sức là quan tâm, và coi như là mình thật sự rất là tha thiết với cái đề mục của mình thì mình sẽ thật thành tốt. When you watch television, happy or not happy? Cũng giống như quý
gì đang xem TV thì chúng ta coi TV rất là thích thú chẳng hạn. From the beginning and then the end, you can remember, you know. Khi mà xem phim hay xem TV, chúng ta có thể nhớ từ đầu tới cuối, không có quên bỏ sót chi tiết nào hết. Okay. And also, you might have the baby. When the baby cries, you want to soothe him and get a happy feeling. No? Và cũng giống như khi chúng ta có đứa con nó khóc thì chúng ta đều dỗ dành cho đến khi mà nó êm nó đến khóc thì cũng giống như vậy. Understand? So you need to soak the breath like your baby. So slowly, slowly, we're happy feeling with metta to the breath. No? Metta feeling need to combine with the breath. Chúng ta cũng phải dỗ dành giống như em bé thì cũng phải làm cho cái hơi thở chúng ta từ từ nó trở nên rõ ràng, êm dịu. Và chúng ta cũng có được cái sự an vui nhưng mà kết hợp với cái tâm từ đối với cái hơi thở của mình và chúng ta có thể thực hành luôn trên cái đề mục này. Okay. So you know already how to love to somebody? Dạ, quý vị cũng đã học được cái cách làm thế nào để chúng ta yêu thương người khác. Same. Tomorrow you're trying to love your breathing. Then you will get a nimitta. If you get a nimitta tomorrow, the matter I will explain how to go jhana. Okay? So yeah. Then jhana is very easy. Within 2-3 days time, you will get. Và quý vị cũng tập cho mình yêu cái hơi thở của mình, yêu thích hơi thở của mình, quý vị tập thực hành rất là tốt thì quý vị cũng sẽ thấy là sẽ thấy ngay cái nimitta ánh sáng và trong 2 ngày tôi sẽ giải thích cho quý vị về cái tầng thiền rất là dễ dàng. Rồi quý vị, tôi tin là quý vị sẽ làm được. Only the mind need to be careful. Don't fall in any kinds of wandering. Any wandering come in, try to cut imagery and bring back again to the breath. Và đối với cái tâm phóng dật thì chúng ta phải rất là cẩn thận canh chừng nó, khi nó vừa xuất hiện ta phải cắt liền để trở về với cái hơi thở để tập trung cái định tâm trên cái đề mục. Can you control your mind? Quý vị có kiểm soát được cái tâm của mình không? Cannot, cannot. Được hay không được cái tâm phóng dật của mình á? Được không ạ? 20 minutes only, cannot, cannot. Oh, no energy. You need confidence. Okay, we will try tomorrow. Okay, I will control my mind. Yeah, you be sleepy, cannot sleep continuously, okay? If you sleep, the whole sitting, they cannot get nimitta. Okay, when you feel sleepy, open your eyes and close again, open and close again, close again. Nếu như chúng ta lỡ mà có hôn trầm á thì chúng ta mở mắt ra, xong rồi chúng ta nhắm mắt lại thiền tiếp. Okay, I don't want to waste my time even one sitting. I will try. Then cannot pull your ear and they very painful. Và chúng ta cũng tự động viên mình là không nên lãng phí thời gian mà chúng ta phải hết sức cố gắng ngay cả khi chúng ta bị đau. If not, I will have you to beat you. Nếu không á thì tôi sẽ đánh thức quý vị. Okay. Okay or not? Okay. So okay, tomorrow I will ask organizer give me one stick. I will beat. Okay. Oh, sorry, 2 hours already. Okay. Thank you very much for your patience. Whatever you do, every moment, walking, standing, sitting, lying on the bed, always try to remember the breathing. Only one object, the breath. Okay? Và khi chúng ta nhớ là chúng ta ở trong mọi cái quan nghi. Đi đứng hay là nằm, đi đứng hay ngồi, chúng ta đều phải nhớ tới cái hơi thở và luôn luôn nhớ cái đề mục hơi thở, không có gì khác. Okay, fine heart. Do you want to get jhana? Quý vị có muốn kiếm đắc tầng thiền không ạ? Yes. Okay, sure, you will get. After practice with Siali Dipankara, if you all cannot get jhana, lose my face, okay? Nếu mà sau khi thực hành với vị Siali Dipankara mà nói là tôi không có đắc thiền, sao tôi thấy mất mặt quá. Okay, so I want to tell, oh, many Vietnamese is very clever, okay? Only just one time meditate, everybody get jhana. Tôi muốn khoe cho mọi người rằng á, ở đây người Việt Nam khi tôi dạy thiền xong ai cũng chứng đắc thiền hết. Okay, so I will tell them, after this I will go back Malaysia to retreat there, so I will explain, okay? So don't lose your country name, okay? Sau khi tôi dạy thiền ở đây thì tôi trở về Mã Lai và tôi sẽ khoe cho mọi người, đừng làm tôi mất mặt nha. Thank you very much for your patience. Cảm ơn rất nhiều với sự nhẫn nại của quý vị. Sa tu sa tu sa tu.
Lắc 30 chiếc sao phổ biến cái việc hành thiền ngày mai. 5-6 Cô nói là 5 giờ tới 6 giờ đó anh Tâm ơi, có phải không lát được không? Lát được Tâm phổ biến nha. We can put up a schedule here. We have. Xin kính mời quý vị hành giả chúng ta lưu lại một chút để ban tổ chức chúng tôi xin được phổ biến đến quý vị một số cái nội quy cũng như cái thời khóa của chương trình thiền. Trong cái thời khóa mà ban tổ chức đã gửi đến quý vị thì hàng ngày là 4:30 là chúng ta bắt đầu dậy để vệ sinh cá nhân. Chúng ta dạy chế bên hơn bên biến là 3:30, ở Việt Nam thì du di một chút là 4:30 cho mọi người nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng mà đúng 4:30 thì chúng ta dậy vệ sinh cá nhân. Từ 5:00 đến 6:00 thì chúng ta bắt đầu ngồi thiền chung tại đây, thời thứ nhất trong ngày, và 6:00 cho đến 6:45 thì chúng ta ăn sáng, dùng sáng. 6:45 đến 7:15 thì là giải lao và giờ cá nhân, free and easy đấy. 7:10 đến 8:00 thì chúng ta đi kinh hành. 8:00 đến 9:00 thì là thời thiền thứ hai, chúng ta cũng ngồi thiền chung tại đây. 9:00 đến 10:00 thì chúng ta đi kinh hành. Rồi một số quý vị chúng ta có đăng ký trước thì chúng ta sẽ trình pháp với thiền sư. Xin lưu ý là các câu hỏi chúng ta sẽ gửi trước để cho người phiên dịch có được cái sự chuẩn bị tốt hơn. Tại vì các cái câu hỏi về pháp là tương đối là cẩn thận một chút, cho nên quý vị chúng ta có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc về trong liên quan đến việc hành thiền, chúng ta đến những cái kinh nghiệm của chúng ta khi hành thiền thì chúng ta vui lòng gửi cái câu hỏi trước cho ban tổ chức. 10:00 đến 11:00 thì là ngồi thiền chung thời thứ ba, và 11:00 đến 12:00 thì chúng ta dùng cơm trưa. Sau giờ cơm trưa thì chúng ta có khoảng 1:30 để nghỉ ngơi. Từ 12:00 cho đến 1:30 chiều chúng ta nghỉ ngơi. 1:30 cho đến 2:00 chiều thì chúng ta đi kinh hành. 2:00 cho đến 3:00 là thời thiền thứ tư, ngồi thiền chung tại đây. Và 3:00 cho đến 4:00 chiều thì một số hành giả chúng ta đi kinh hành. Còn quý vị mà đã đăng ký trước thì chúng ta có thể trình pháp với thiền sư. Thời gọi là trình pháp thời thứ hai trong ngày. Thì số lượng của chúng ta cũng đông, cho nên là chúng ta phải chia ra làm hai thời trình pháp. Và 4:00 cho đến 5:00 thì chúng ta sẽ ngồi thiền chung thời thứ năm. Từ 5:00 cho đến 5:30 thì chúng ta sẽ dùng nước buổi chiều, ban tổ chức sẽ phục vụ cho quý vị một số loại nước vừa tăng cường cái dinh dưỡng, đồng thời là giúp chúng ta được mát mẻ, hành thiền có được sự lợi lạc. Từ 5:30 cho đến 6:30 là chúng ta nghỉ ngơi. 6:30 thì xin mời chúng ta có mặt tại đây. Chúng ta sẽ tham gia tụng kinh chiều và ngồi thiền chung thứ 6, cũng như là được lắng nghe pháp thoại trong khoảng từ 6:30 cho đến 8:00 tối. Và từ 8:00 cho đến 8:30 trong vòng nửa tiếng chúng ta đi kinh hành. Sau đó thì là quý vị gọi là tỉnh thể, tức là chúng ta nghỉ ngơi trong chúng ta trong sự tĩnh lặng. Thì vì đây là một cái khóa thiền tích cực, mặc dù thời gian ngắn nhưng mà chúng ta quy ước đây là một khóa thiền tích cực, thì xin quý vị lưu ý là chúng ta thứ nhất là sinh hoạt
ở trong cái phạm vi của chúng thiền, và chúng ta hạn chế liên lạc ở thế giới bên ngoài. Và ban tổ chức cũng đã thu giữ dùm cho quý vị những cái điện thoại di động, các cái phương tiện điện tử có thể làm cho chúng ta thân tâm. Thì chúng ta ban tổ chức sẽ giữ dùm quý vị và đấy sẽ trả lại cho quý vị vào ngày cuối cùng của khóa thiền. Quý vị nào mà có những cái vấn đề cần liên lạc, cần trao đổi với lại người thân hoặc là công ty, thì quý vị xin vui lòng liên hệ ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ sử dụng cái điện thoại của mình để giúp cho quý vị liên lạc. Để như vậy thì chúng ta hạn chế dùng những cái phương tiện điện tử có thể ảnh hưởng đến cái kết quả hành thiền. Như thiền sư mong muốn là chúng ta sau cái khóa thiền này ai cũng đắc thiền hết, và như vậy thì cũng bó không thiền sư là làm nội đường xa đến Việt Nam, và để giúp cho chúng ta từ đây là một cái gì rất là hữu. Chúng tôi xin lưu ý quý vị là chúng ta phải book lịch trước 2 năm, book lịch trước 2 năm mới có đủ nhân viên để mà thiền sư. Vì là chúng ta lên trên mạng, chúng ta có thể thấy ở trong trên cái trang web của thiền viện Brahma Vihari của thiền sư đó, là cái lịch là kín hết, các nước họ thỉnh mời năm sau là full hết rồi. Bây giờ 2016 như 2017 là lịch full, lịch của thiền sư là không còn nữa. Thế là chúng ta thấy là tất cả những người đây, chúng ta thấy là cái cơ hội của chúng ta được sự hướng dẫn bởi một thiền sư giỏi như vậy là rất hy hữu. Chúng ta tận dụng cái thời gian ở đây, chúng ta gọi là đi tìm kim cương, đi cúng dường là giữ giới, cúng dường là đi, chúng ta đi tìm bạc, giữ giới là chúng ta đi tìm vàng, còn đi hành thiền là chúng ta đi tìm kim cương. Quý vị cố gắng nhặt được mấy cục kim cương to mang về cho chúng ta được có cái sự hoan hỉ. Và xin một vài lưu ý cũng nhỏ thôi với quý vị, tức là chúng ta cố gắng giữ được cái sự chánh niệm tỉnh thầu trong thời gian hành thiền ở đây, hạn chế trao đổi cá nhân, và có thể là dùng các cái gia hiệu, các cử chỉ gia hiệu để chúng ta tránh gây ồn ảnh hưởng đến những sự hành trì của người khác. Rồi chúng ta, cái người nữ thì chúng ta cũng chú ý là ăn mặc kín đáo một chút để không gây bất tâm cho những người khác, kín đáo và lịch sự trang trọng. Rồi quần áo thì thoải mái, nhưng mà cần chú ý là chúng ta không có mặc những đồ quá bó sát. Rồi quý vị xin lưu ý là chúng ta vào những cái giờ mà nghỉ giải lao đó, nào là giờ dân trai buổi trưa đó, chúng ta có thể cúng dường tới thiền sư với tâm hoan hỉ. Thì chúng ta lưu ý là có 4 cái yếu tố để thành tựu ở cái việc cúng dường. Thứ nhất là cái việc chúng ta phải giữ giới trong sạch, giữ giới đây là giữ 5 giới hoặc 8 giới. Cái thứ hai đó là cái vật cúng dường đó được phát sinh một cách lương thiện. Cái thứ ba đó là tâm chúng ta làm với một cái tâm là trong sạch, tâm không có mong cầu và không có tâm tham. Cái thứ tư đó là chúng ta phải có đức tin vào luật nhân quả và nghiệp báo. 4 cái yếu tố này sẽ giúp cho cái việc cúng dường chúng ta nó thành tựu một cách viên mãn. Thì xin quý vị lưu ý là chúng ta giữ được 4 yếu tố này trong mọi cái việc cúng dường. Rồi thì quan trọng nữa là chúng ta giữ giới. Giữ giới là chúng ta, quan trọng hơn nữa là chúng ta hành thiền một cách nghiêm mật. Đấy là những cái gì mà chúng ta đáp lại của cái công ơn mà hướng dẫn của thiền sư. Đấy là cái quý nhất. Thì thực ra những vị xuất gia đó, họ cũng không cần là chúng ta phải cúng dường nhiều hay là làm cái gì đó, mà chính là bằng cái sự hành trì của mình, bằng cái sự nỗ lực của mình trong cái việc bồi bổ với phẩm những cái phẩm chất tốt đẹp của tâm. Đấy là cái sự đền đáp quý giá nhất, xứng đáng nhất. Và ban tổ chức rất là mong quý vị, cũng như là cầu chúc cho quý vị, tất cả chúng ta, tất cả cái hành giả trong khóa thiền này, chúng ta đều có được những cái sự lệ lạc, cái tấn hóa. Thứ nhất là mong cho tất cả quý vị đều chứng đắc thiền sau cái khóa thiền 5 ngày này. Dạ, bây giờ là cái hôm nay là cái ngày khai mạc đó, thì thành ra là ban tổ chức cũng có một số cái lưu ý khác với quý vị. Xin mời Tự Nhiên nhỉ.
lưu ý để giúp cho quý vị để có được cái sự thuận tiện ở trong cái việc sinh hoạt ở đây. Có một số cái lưu ý nhỏ thôi, tức là vì là cái điện ở đây, điện lưới nó khá là yếu, thì chúng ta phân chia ra, ví dụ những cái thời gian mà tắm ở để dùng nước nóng ấy, thì chúng ta phân chia ra để tránh là khi mà tất cả các cái cốc đều bật đều dùng nước nóng ấy, thì là cái điện này nó sẽ sụt và thậm chí là nó mất điện luôn. Thì chúng ta chia ra, ví dụ như là các quý cô hoặc là các quý vị hành giả mà chúng ta người yếu đó, thì chúng ta nên chia ra tắm, chúng ta dùng tắm vào ban ngày, xong cái giờ thiền hay buổi trưa đó. Và rồi dần dần là bắt đầu chia ra các cái ca thì chúng ta giảm bớt là cái cường độ, một khi mật độ dày quá không tập trung vào thời điểm như vậy điện nó không chịu nổi. Ở đây giống như là ngoài đảo mà, ở đây là giống như là ngoài đảo, ngoài Cù Lao đó, chúng ta chịu khó một chút, tham nhẫn một chút. Rồi bạn tự nhiên đâu nhỉ? Quý vị lưu ý là không, trong cái quy nội quy ban tổ chức gửi quý vị đó là chúng ta không có hạn chế đụng chạm với những người khác giới trực tiếp hay là gián tiếp, nhất là thiền sư đó, chúng ta rất là cẩn trọng khi mà lân các đồ cúng dường này, chúng ta hạn chế, chúng ta chú ý không có đụng vào người thiền sư và các cái mọi thứ đều chúng ta đều phải dân theo cái quy tắc là đều phải dân. Xin mời tự nhiên có một số cái lưu ý đến quý vị hành giả, ngoài cái việc mà điện lưới đó thì có phổ biến thì đến quý vị nữa không? Xin nghĩ lưu ý là sẽ phát hiện mình ngoài chợ điện thoại đó thì mình không có được dùng máy chụp hình ha, mình làm gì dùng cái máy móc gì khác nha, tại vì mình thấy có những người nhộng điện thoại rồi lại rồi nhưng mà vẫn còn chụp hình, dùng máy chụp hình. Cái khu viên của mình á là nó ở trong một cái khuôn viên ở phía bên gần cái bên ngoài, nó không phải cầu gỗ, ở đó mình không có được đi qua cầu gỗ đó, tất cả mọi người đều phải ở trong cái khuôn viên này, không được ra ngoài. Do cái điện nước không đủ á thì đang tổ chức có chuẩn bị một số cái bình thủy để nước ấm ở ngay nhà bếp, nếu người nào có cần sử dụng thì có thể xuống đó. Do cái nước đều tối nó lạnh nên quý vị có thể thay phiên nhau, ai mà không tắm lạnh được á thì mình tập trung vô mấy cái giờ nghỉ ngơi buổi trưa hoặc là buổi chiều nắng sớm. Mấy bạn Ngọc, mấy người nhà vẽ đó thì có thể tắm sau giờ đó. Rồi ở đây á, trên cái đường đi á, nó rất là tối và có rất nhiều ốc sên, mình đi mình cẩn thận không mà mình dẫm vào ốc sên. Theo lời khuyên của chuyên gia đó thì quý vị nếu mà khi trong trường hợp mà phải tắm nước lạnh đó thì quý vị sẽ dùng từ chân lên, từ từ lên đầu gối cho đến đùi, chứ không có dội ào ào ào, rất là nguy hiểm. Khi có những vị mà yếu đó có thể đột quỵ, chúng ta cứ dưới nước từ dưới bàn chân dưới lên, dưới lên đến đùi lên, bắt đầu lên nửa người xong lên vai xong cuối cùng mới là đầu, tức là để cho cái cơ thể nó quen đó, quen với cái nhiệt độ, sự thay đổi nhiệt độ nó không có đột ngột quá. Thì quý vị lưu ý như vậy. Thực ra thì đây là những cái điều mà ban tổ chức quan tâm và muốn giúp cho quý vị thôi. Thì chắc là cái trong thời gian ở đây thì cũng không có những cái sự mà bất tiện quá. Nó cũng chúng ta cũng ở ngoài Cù Lao mà. Ở Cù Lao ở đâu cũng vậy, cũng sẽ có những cái chúng ta phải kham nhẫn một chút, nó không giống như ở trong thành phố.
Nhưng mà nếu mà chúng ta khéo sắp xếp ấy, đấy, chúng ta khéo léo sắp xếp thì mọi thứ nó sẽ rất là ổn thỏa. Và thêm nữa là quý vị ở trong những cái cốc đó, chúng ta sinh hoạt chung các cái nhóm ấy, thì chúng ta cũng cố gắng chúng ta nhắc nhở nhau, như là hỗ trợ lẫn nhau trong cái việc sinh hoạt để cho cái năm ngày thiền đó của chúng ta nó được trọn vẹn, không có gặp trở ngại gì. Xin dạ, cơ bản là buổi đầu là như vậy thôi, dạ, cũng không có gì nhiều. Buổi tối thì người nữ mà nghỉ ở trên này thì chúng ta kéo một cái rèm đấy, cái rèm bên ngoài đó bằng tre, cái mành tre đó, xuống để chắn bớt gió và muỗi. Rồi còn quý vị mà có những cái thắc mắc, câu hỏi gì thì chúng ta ngày mai chúng ta liên hệ với ban tổ chức, ban tổ chức sẽ giải đáp cho quý vị. Có cần sự trợ giúp gì thì quý vị cứ liên hệ với người của ban tổ chức. Có trong ban tổ chức chia ra làm hai bộ phận, đó là bên hộ thiền và bên hộ thực. Hộ thực là chuyên hỗ trợ quý vị về các vấn đề về ăn uống, dinh dưỡng trong phát thiền. Và hộ thiền thì tất cả những cái vấn đề liên quan đến việc tổ chức hỗ trợ cho thiền sinh, cho hành giả. Đấy, thì quý vị cứ liên hệ với những người có chức trách, người ta sẽ giúp hỗ trợ cho quý vị. Xin hết ạ. Xin thỉnh quý vị nghỉ ngơi, về cốc của mình để nghỉ ngơi.